chương 3680, như Hoa Thanh thỉnh cầu. Mục quản gia thấy được vẻ mặt của hắn biến hóa, liền vội vàng khuyên nhủ. Lăng Hàn, tiểu thư hiện tại đang cần hỗ trợ, vẫn mong ngươi nể mặt ta, giúp tiểu thư một tay. Lăng Hàn lắc đầu, nói, mục quản gia, yêu cầu này thật quá mức, thứ lỗi cho ta khó có thể tuân mệnh, mục quản gia thật ra cũng đoán được Lăng Hàn sẽ không đáp ứng. Có người thiên tài tuyệt thế nào sẽ nguyện ý làm nô bộc cho người khác? Chỉ là hắn nhận được phong nhược tiên nhờ cậy, không thể không chạy đi một chuyến. Lăng Hàn, có điều kiện gì có thể đưa ra, ta sẽ cố gắng hết mức thỏa mãn ngươi." Hắn nói, Lăng Hàn lắc đầu, đây là một vấn đề nguyên tắc, Mục quản gia thở dài, nói, "Được rồi, coi như ta từ trước tới nay chưa từng nói qua chuyện này." Hắn rất nhanh liền cáo từ rời đi, thật ra, phong nhược tiên là để cho hắn tiên lễ hậu binh. Nếu như Lăng Hàn dễ nói chuyện, vậy lời hay ý đẹp. Nếu như Lăng Hàn không chịu nghe theo lời khuyên, vậy liền trực tiếp uy hiếp Lời này Phong Nhược Tiên nói ra miệng được, nhưng mục quản gia làm không được. Mạng của hắn là do Lăng Hàn cứu, làm sao có thể lấy thủ báo oán? Nói thật, hắn thật sự có chút cảm giác không hiểu về Phong Nhược Tiên. Hai từ này là do hắn nhìn từ nhỏ tới lớn, thế nào hiện tại lại biến thành như vậy? Nhưng hắn lại không biết, Phong Nhược Tiên mặc dù bây giờ nhìn ngăn nắp xinh đẹp, có vòng ánh sáng bao phủ. Nhưng phúc ấm của một người chết có thể duy trì được bao lâu? Chờ chuyện của hổ cứ thành tuyên bố kết thúc một thời gian, không ai còn nhắc tới. Phong Nhược Tiên nàng lại tính cái gì? Có khuôn mặt đẹp chỉ có thể trở thành đồ chơi. Cho nên Phong Nhược Tiên phải nghĩ mọi biện pháp nâng cao thực lực của nàng đi lên loại đường ngang ngõ tắt này. Lang Hàn đưa Tiễn Mục quản ra rời đi. Hắn lắc đầu đã đưa Phong Nhược Tiên vào sổ đen. Nếu không lấy hắn tính cách bao che khuyết điểm như thế, mọi người cùng ở trong hổ cứ thành đi ra, chỉ cần Phong Nhược Tiên có khó khăn gì, hắn khẳng định sẽ vui lòng giúp đỡ. Hiện tại Phong Nhược Tiên bởi làm vậy chẳng khác nào đóng lại cánh cửa này lăng hàn không suy nghĩ thêm về chuyện này nữa không cần thiết lãng phí thời gian ở trên loại người đại tiểu thư thiên kim không biết tốt xấu này nhưng hôm nay nhất định là một đêm bận rộn có người khách thứ ba không thoái thác được như hoa thanh lão bản có cửa hàng trận pháp sư thúc của cố thiên hòa hiệp hội trận đạo ở hồ cứ thành danh hiệu hơi dài và dọa người người này đối lăng hàn có ân cho nên lăng hàn tất nhiên sẽ không thể không gặp chỉ có điều Lăng Hàn đối với hắn đã có thể hoàn toàn không câu nệ, cười nói. "Như lão đầu, đại nạn không chết, Như Hoa Thanh hừ một tiếng, nói, chẳng qua là thú chiều nho nhỏ, làm sao có thể làm gì được lão phu. Khoe khoang, ở trong lòng Lăng Hàn thầm nói, nếu như Như Hoa Thanh thật có thể không để ý tới thú chiều, hiệp hội trận đạo làm sao có thể toàn quân đều mất. A à không, còn có một nghiêm tuấn chạy ra, còn không có giải quyết được hắn, Lăng Hàn cũng không có rắc muối ở trên vết thương, cười nói dự định ở đế đô mở lại một cửa hàng trận pháp sao? như hoa thành thoáng lộ ra một vẻ phức tạp, nói ta ban đầu còn tưởng rằng đời này cũng không về tới đây nữa. hắn dừng một chút, khi thấy lăng hàn không tiếp lời, hắn không khỏi nổi giận, nói người thế nào không hỏi lão phu vì sao lại không về đây? lăng hàn a à một tiếng, nói nếu như người nguyện ý nói, tất nhiên không cần ta hỏi. nếu như người không muốn nói ra, ta hỏi ngược lại làm cho người thương tâm vậy cho nên không bằng không hỏi. Dựa vào, tiểu tử này dù thế nào cũng tuyệt đối không giống như người 20 tuổi. Như Hoa Thanh thở dài, nói, trước đây Lão Phu ở Đế Đô cũng từng là nhân vật quấy đảo phong vân, được khen là thiên tài trận đạo, lấy trận nhập đạo. Tuy rằng chỉ có tu vi cực cốt cảnh, lại có khả năng chiến đấu với minh văn cảnh. Cũng bởi vậy, Lão Phu lúc còn trẻ đặc biệt kiêu ngạo, tự cao tự đại. lam Hàn chen vào một câu, ngài hiện tại cũng như vậy, khóe miệng như Hoa Thanh có quắp một chút, có kích động muốn đánh người, nhưng vẫn đành ép xuống. Sau đó, lão phu thích một nữ tử, triển khai theo đuổi. Mà khi đó, còn có một người cùng lão phu cạnh tranh. Hắn nhắm mắt lại, giống như đang nhớ lại, một lát sau hắn mới nói, cuối cùng, lão phu cùng người kia hẹn nhau đánh một trận. Người thua phải tự động rời đi. Kết quả, lão phu thất bại. A, à, ngài không phải nói lấy trận nhập đạo, ngay cả Minh Văn Cảnh cũng có thể chiến đấu sao? Lăng Hàn vạch trần vết sẹo đau. Ngưu Hoa Thanh thở dài, nói, ra hỏa kia là tên biến thái, thể phách kinh người, trời sinh kìm chế lão phu. Trong lòng Lăng Hàn thoáng động, nói, kim cương đại soái muốn nói thể phách mạnh mẽ nhất, hơn nữa còn là cấp bậc minh văn cảnh, vậy chỉ có một mình kim cương đại soái phù hợp. Ngưu Hoa Thanh liếc mắt nhìn Lăng Hàn, lúc này mới gật đầu, nói, chính là tên khốn kiếp kia, cũng không biết hắn tu luyện thế nào, thân thể so với sắt thép còn muốn cứng hơn. Mặc cho lão phu thi triển thủ đoạn như thế nào, Hắn lại giống như không để ý, không quan tâm, xông lại, hoàn toàn không có hàm lượng kỹ thuật. Nói đến đây, hắn có vẻ tức giận bất bình, hắn thấy, thủ đoạn kim cương đại soái phá trận thô lỗ vô cùng, quả thực vô sỉ. Lăng Hàn không khỏi mỉm cười, trận sư quả thực sợ loại phòng ngực cao này, chỉ có thể vây khốn, không thể vây khốn, vậy cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đối phương nghiền ép san phẳng mình. Trận chiến đấu này, lão phu không chỉ thua, còn bị tổn thương nặng nề lưu lại vết thương vĩnh viễn cũng khó có thể khép lại. Nghiêu Hoa Thanh tiếp tục nói, cho nên, chiến lực của Lão Phu hiện tại chỉ có hoán huyết cảnh. Tinh thần lực bị giảm sút nghiêm trọng, phát động trận pháp trung cấp cũng là miễn cưỡng. Thì ra là thế, Lăng Hàn gật đầu, bằng không Lão Nhân này còn có thực lực minh văn cảnh, cũng không đến mức một mình trốn thoát. Lão Phu vẫn không cam lòng, Nghiêu Hoa Thanh siết chặt nắm đấm nói, lẽ nào người còn muốn cướp ý trung nhân về? Lăng Hàn sử dụng ánh mắt khiếp sợ nhìn Nghiêu Hoa Thanh, Người bao nhiêu tuổi, thế nào cũng là lão gì bảy tám mươi tuổi, thậm chí còn đến trăm tuổi. như Hoa Thanh chừng hắn liếc mắt, nói, lão phu là không cam lòng bại bởi vụn sắt, đường đường trận đạo lẽ nào lại không làm gì được một người khổ luyện. Lăng Hàn vỗ vỗ vào bả vai của Ngưu Hoa Thanh, cười nói, lão Ngưu, ta thiếu chút nữa hiểu nhầm ngươi, ngươi đã hiểu nhầm, chương 3681, hoàn cảnh thiên địa. Ngưu Hoa Thanh cảm thấy bất đắc dĩ, nói chuyện với tiểu tử này, thật sự phải rất công phu hàm dưỡng thật tốt. Nếu không chỉ vài phút, đều sẽ muốn giết người. Tiểu tử, lão phu muốn ngươi làm một chuyện. Hắn nói, ngài thật đúng là không khách khí. Lang Hàn cười nói, nói đi, chuyện gì? Ở bên trong phạm vi năng lực, ta sẽ tận lực giúp một tay. Lão phu muốn ngươi tham gia trận thi đấu lớn trận đạo đầu năm, đạt được danh hiệu đứng đầu. Đây coi như là cơ hội, tiến vào hiệp hội trận đạo, trở thành trận sư mạnh nhất. Sau này đánh bại vụn sắt, cải danh cho trận đạo lăng hàn cười nói như lão đầu trước đây ngươi không có khả năng đánh ngã được kim cương đại soái dựa vào cái gì ngươi cho rằng ta có thể bởi vì ban đầu lão phu chỉ có một mình nhưng bây giờ lấy trí tuệ kinh nghiệm của lão phu lại thêm thiên phú của ngươi nhất định có thể thắng như hoa thanh vô cùng khẳng định nói lăng hàn cảm thấy không đáng tin cậy nhưng cũng không có muốn đả kích lòng tin của đối phương bởi vì hắn kiên quyết tin tưởng vào thực lực của mình cuối cùng có một ngày sẽ vượt quá kim cương đại soái nếu để người khác biết hắn có ý nghĩ như vậy, nhất định sẽ nói hắn si tâm vọng tưởng. Phải biết rằng Kim Cương Đại Soái tuy rằng không phải là chiến lược mạnh nhất trong minh văn cảnh, nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng hưởng qua thất bại một lần nào. Bởi vì bất kỳ kẻ nào cũng không có cách nào công phá được phòng ngự của hắn. Lăng Hàn lại không cho là như vậy, nếu như Kim Cương Đại Soái có phòng ngự vô địch, cũng không đến mức sẽ ủy khuất ở dưới quyền của Hoàng đế hiện nay. Cho nên, không có phòng ngự vô địch, chỉ là vấn đề lực công kích đủ cao hay không được lăng hàn gật đầu dù sao hắn đối với trận đạo cũng rất có hứng thú như hoa thanh có chút hưng phấn xoa xoa tay nói từ hôm nay trở đi lão phu huấn luyện đặc biệt cho ngươi một ngày nào đó ngươi sẽ lấy trận pháp lão phu nghiên cứu đi ra đánh cho vụn sắt này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lăng hàn không đành lòng quét sạch hưng phấn của hắn liền gật đầu cười nói ta cần phải bái sư không như hoa thanh lắc đầu tiểu tử nhà ngươi yêu nghiệt vô cùng tiền đồ tương lai không thể đo đếm lão phu cũng chỉ có thể ở trên phương diện trận pháp tạm thời chỉ điểm cho ngươi vài điều. Bái sư lại miễn đi, đỡ khiến cho hậu nhân nói lão phu vô sỉ, lang Hàn chỉ mỉm cười, hắn đối với Nghiêu Hoa Thanh phần nhiều cũng chỉ là một loại tôn trọng đối với bạn vong niên. Huống hồ, ở thế giới này, bất luận là võ đạo, trận đạo hay đan đạo, cũng chỉ là sơ hưng mà thôi. Chúng ta chỉ nhìn thấy được một mặt nhỏ của đại đạo. Ai lại có tư cách xương sư, xư? Nghiêu Hoa Thanh cảm thấy vô cùng xúc động, nói. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Nghiêu Hoa Thanh cũng có nhận thức như vậy. Nghiêu lão đầu, người tại sao lại cho là như thế? Nghiêu Hoa Thanh suy nghĩ một chút, nói, thời điểm lão phu còn trẻ đã từng tiến vào một di tích cổ. Có thể nói là thần kỳ, rõ ràng lão phu là tiến vào bên trong một cánh đồng hoang, nhưng sau khi vượt qua một cánh cửa, lại là đại dương minh mông, ao hồ đầm lầy. Điều này cũng không phải là huyễn ảnh, hắn nhấn mạnh, nói, mà là không gian kỹ thuật, một cánh cửa tương đương với một không gian trùng động, thần kỳ vô cùng. Vẻ mặt hắn đầy hưng phấn, kỹ thuật như vậy, cho dù là tông sư trận đạo giống như ta cũng hoàn toàn không nhìn thấy rõ được một chút môn đạo nào. Có thể thấy được chúng ta chạm tới chỉ là một góc băng sơn của thế giới. Lăng Hàn cũng có vài phần hứng thú, nói: "Kim Cương Đại Soái bọn họ bước vào minh văn cảnh thế nào cũng phải 60-70 năm, mà bây giờ chúng ta chỉ ở vào một giai đoạn sơ cấp của đại đạo." vì sao kim cương đại soái bọn họ lại trước sau không thể tiến thêm một bước. Điều này đặc biệt được không hợp lý, bây giờ có thể trổ hết tài năng khẳng định đều là thiên tài võ đạo. Vậy tại sao ở giai đoạn sơ cấp của võ đạo vẫn tiến cảnh thong thả như thế? Hỏi rất hay, như hoa thanh gật đầu, trên mặt thoáng lộ ra một vẻ tán thưởng. Vấn đề này ta cũng đã nghiên cứu qua, khoảng gần 90 năm trước, vụn sắt bọn họ đã bước vào minh văn cảnh. Nhưng trong những năm qua, bọn họ nhiều lắm cũng chỉ là đạt được năm văn. Vì sao? Theo lão phu suy nghĩ, đó là bởi vì liên quan tới hoàn cảnh thiên địa. A, à, ánh mắt lăng hàn nhất thời sáng lên, nguyện nghe giải thích rõ ràng, chuyện này phải nói tới hơn 120 năm trước. Như hoa thanh hắng giọng ở thời điểm lúc trước, trên thiên hải tinh từ trước tới nay chưa từng có một người nào tu luyện. Nhưng, thật ra có vài công pháp tu luyện thậm chí trận đạo, lại được lưu truyền. Lăng hàn kinh ngạc, có công pháp truyền xuống, có phổ thế trận pháp, nhưng không có ai nắm giữ đây không phải là điều kỳ quặc quái gở sao nhưng mà vào lúc đó dã thú liền bắt đầu tiến hóa nhanh chóng và mãnh liệt nhân loại thật ra cũng vậy như hoa thanh nghiêm nghị nói cho nên lão phu suy nghĩ đây là do hoàn cảnh thiên địa thay đổi ngươi muốn tu luyện cần cảm ứng được lực lượng thiên địa có đúng không nhưng trước đây điều này căn bản không tồn tại ngươi lại cảm ứng thế nào tu luyện thế nào trận pháp cũng vậy muốn mượn thế lực thiên địa để sử dụng không có thể có thể mượn trận cơ thể hiện ra, cũng chỉ là mấy khối đá vỡ, côn sắt hỏng mà thôi. Giải thích này rất có đạo lý, thật giống như ở thế giới nguyên, chỉ có công pháp, cũng không có linh lực, vậy tu luyện thế nào? Lăng Hàn suy một ra ba, nói, ý của lão đầu ngươi là, hiện tại tuy rằng còn đang là thời điểm ban đầu của vạn đạo, nhưng bởi vì hoàn cảnh thiên địa biến hóa còn không có đuổi kịp, cho nên mới hạn chế các võ giả cao hơn xuất hiện. Cũng khiến cho số lượng võ giả cao cấp vô cùng thưa thớt. Không sai, như hoa thanh gật đầu đầy vẻ tán thưởng nói chuyện với người thông minh chính là thoải mái như vậy bởi vì một điểm thông suốt lăng hàn còn có thể từ một suy ra ba hắn càng thêm sung sướng cho nên đây là cơ hội để ngươi nhanh chóng vượt qua lão đầu nói đám người giống như vụn sắt đã tiến đến mức không thể tiến hơn tương đương với ở tại chỗ chờ ngươi lăng hàn gật đầu sau đó cười nói ta sợ khi ta đạt được độ cao của bọn họ hoàn cảnh thiên địa vẫn không biến hóa vậy thì buồn bực chương 3682, cải tiến hồi khí đan một Rõ ràng con đường võ đạo vẫn còn dài rằng giặc lại bị giới hạn bởi hoàn cảnh thiên địa, không thể đi tới. Suy nghĩ một chút về điều này, cũng làm cho lòng người bế tắc. Sẽ không đâu, như hoa thanh lắc đầu, thiên địa nếu đã sống lại, quá trình như vậy sẽ không có khả năng dừng lại. Hiện tại chỉ là ngừng lại ngắn ngủi, thật giống như mưa xối xả gió đã lặng trước. Mà một khi lại bắt đầu một lần nữa, vậy khẳng định sẽ vô cùng mãnh liệt cho nên hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để đuổi theo. Đúng vậy, Lang Hàn đồng ý, lúc này nếu như hắn không thể nhanh chóng vượt qua, thật giống như mới vào tiên vực, tùy tiện sách ra một người cũng mạnh hơn hắn một mảng lớn. Muốn đạt tới cửu trọng thiên cần tới thời gian phải tính bằng 10 vạn năm. Cho nên, hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều vô cùng chân quý. Một chút bất cần không để ý, tụt lại phía sau, chờ hoàn cảnh thiên địa lại biến đổi, một thời đại lớn cuồn cuộn lao đến, vậy người phía sau sẽ bị ném lại càng lúc càng xa. Đúng rồi, lão gia tử ngươi vào bằng cách nào? Lăng Hàn kinh ngạc, lúc hắn tiến vào học viện là cần vân tay. Như Hoa Thanh cười diễu cợt, bộ dạng xem thường, nói. Cái trận pháp của học viện này chính là do lão phu bố trí. a à, khó trách, lão đầu hoàn toàn có thể không đi theo con đường thường. Trận pháp phòng ngự căn bản sẽ không khởi động, một đường hắn giống như dẫm trên đất bằng. Tới đây, tiểu tử, lão phu dạy ngươi trận pháp. Nghiêu Hoa Thanh nói, hắn ban đầu cũng không tính tự mình dạy trận pháp cho Lăng Hàn. Hắn là muốn để cho Lăng Hàn trước tiên ở hiệp hội trận đạo hổ cứ thành lăn lộn một đoạn thời gian, đạt được trận sư trung cấp thậm chí cao cấp, hắn mới đích thân chỉ đạo. Nhưng ai có thể nghĩ tới, hổ cứ thành lại có thể gặp phải tai họa lớn như vậy. Thứ Lăng Hàn cần chú ý lại rất nhiều, nhưng nếu Nghiêu Hoa Thanh hăng hái bừng bừng như thế, Lăng Hàn cũng không tiện khiến cho hắn mất hứng. Dù sao học cái gì lại không phải là học vậy trước tiên học trận pháp vài ngày như hoa thanh là thiên tài trận đạo nhưng thiên tài cũng không có nghĩa là một lão sư đạt tiêu chuẩn hắn cũng không quan tâm lăng hàn nghe hiểu được hay không hắn chính là nói ra những gì trong đầu mình hiểu đối với trận pháp khiến cho lăng hàn nhớ kỹ trong lòng sau đó sẽ đi thực tiễn không hiểu lại đi hỏi hắn thật may chính là lăng hàn thật sự quá yêu nghiệt hắn ở trong thần thạch đã đợi bao nhiêu năm phó đạo đan đạo trận đạo lại có một môn nào không tinh thông cho nên điều hắn cần chỉ là hấp thu tri thức mở ra một cánh cửa sau đó hắn có thể nhanh chóng trưởng thành lên hơn nữa còn nhanh tới mức kinh người nghiêu hoa thanh truyền tất cả tri thức trận đạo mình biết cho lăng hàn lăng hàn cũng tiếp nhận toàn bộ năng lực tiêu hóa mạnh đến mức kinh người điều này làm cho nghiêu hoa thanh vô cùng mừng rỡ làm sư phụ thích nhất là đệ tử như vậy nhưng hắn truyền chỉ là kinh nghiệm và hiểu biết cũng không dạy lăng hàn về trận pháp cụ thể chỉ cần nắm giữ tri thức cơ sở vậy bố trí bất kỳ trận pháp cũng chỉ là chuyện nhỏ. Như Hoa Thanh chỉ dự định dạy Lăng Hàn một bộ trận pháp, chính là dùng để đánh bại Kim Cương Đại soái Chỉ có điều bộ trận pháp này vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Đó là do Nghiêu Hoa Thanh nhận được linh cảm từ trên một trận pháp cổ bị tàn phá, tiến hành thay đổi, được gọi là 33 tầng kim cương trận. Đây thật ra chính là một trận pháp áp lực, cao nhất có thể đạt được 33 lần áp chế, áp lực tăng gấp đôi lại tương đương với một cường giả minh văn cảnh toàn lực công kích. 33 lần trùng điệp thêm, quả thực khủng khiếp. Trước đây sắt vụn kia có thể nhận gấp 10 lần công kích của Minh Văn Cảnh. Đã nhiều năm như vậy, sợ rằng năng lực đối kháng lại tăng cao vài phần. Cho nên, Lão Phu cũng vì hắn, chuẩn bị 33 lần công kích, tuyệt đối có thể ép vỡ cái xác rùa của hắn, khiến cho hắn cầu xin tha thứ. Như Hoa Thanh tràn ngập lòng tin, nói, trận pháp này lăng hàn học thì học, nhưng tạm thời không có cách nào thể hiện ra. Thứ nhất, không có nguyên liệu thích hợp để chế tạo ra trận cơ. Thứ hai, tinh thần lực của hắn cũng còn đạt tới mức, có thể vẽ ra hiệu quả cực điểm của trận văn. Thứ ba cho dù có thành phẩm cho hắn, hiện tại cường độ tinh thần lực của hắn cũng không đủ để lấy ra dẫn động. Hơn nữa, trận pháp này như Hoa Thanh còn chưa hoàn toàn nghiên cứu ra được, tại sao lại muốn truyền lại cho Lăng Hàn sớm như vậy? Nhưng thật ra là muốn cùng hắn tham mưu một chút, đối với năng lực lĩnh ngộ của Lăng Hàn, như Hoa Thanh tương đối tin tưởng. Lăng Hàn lại không có dùng nhiều tinh lực ở trên phương diện này hiện tại trọng điểm của hắn là nâng cao tu vi, muốn cùng kim cương đại soái đánh một trận, thế nào cũng phải chờ sau khi hắn bước vào cực cốt cảnh đã. Cho nên, không vội, như Hoa Thanh cũng biết điểm ấy, bởi vậy hắn cũng không có thúc giục, chỉ bảo Lăng Hàn chăm chỉ luyện tập, đừng quên năm sau đi tham gia cuộc so tài của Tổng hội trận đạo. Lão đầu, đó là chuyện trọng đại của giới trận đạo. Ta là một người ngoài, làm sao y có thể tham gia được? Lăng Hàn muốn nôn mửa nói, nói thừa, Người đi lấy chứng nhận một trận sư sơ cấp không được sao? Như Hoa Thanh lập tức oán giận ngược trở lại hắn. Ách, Lăng Hàn thở dài, hắn thật ra không muốn đi cho lắm. Bởi vì lấy vòng ánh sáng thù hận không nhìn thấy được ở trên đầu hắn, chắc hẳn đi một chuyến tới Tổng hội trận đạo, khẳng định sẽ lại gây ra chuyện. Luôn như vậy, rất phiền. Như Hoa Thanh không cho Lăng Hàn quá nhiều áp lực. Hắn rất nhanh liền rời khỏi học viện, không biết có thể tìm tình nhân của tự ôn chuyện hay không. Lăng Hàn nghĩ như vậy, lăng hàn lại đặt trọng tâm ở trên luyện đan trước mắt đây là phương pháp kiếm tiền nhất của hắn bất kể là tu luyện bí lực thể thuật hay trận pháp đều cần dựa vào rất nhiều tiền tới chống đỡ lên hắn chủ yếu luyện bổ huyết đan và hồi khí đan đây là đan dược hoán huyết cảnh sử dụng tối đa mặt khác hắn vẫn luyện một chút bách hóa đan và cuồng bạo đan bách hóa đan có thể giải độc cuồng bạo đan có thể bạo phát lần thứ hai hắn cảm thấy vô cùng hứng thú đối với cuồng bạo đan nếu như có thể hóa giải tác dụng phụ của dược lực, vậy hoán huyết cảnh bạo phát lại không chỉ là 20 phút. Chương 3683, cải tiến hồi khí đan 2 Vấn đề bí lực tiêu hao cũng rất dễ dàng giải quyết. Hồi khí đan này không tác dụng phụ gì, chính là mỗi viên trả bí lực về có phần ít nhất. Nhất là đối với loại người bí lực vô cùng tinh thuần như Lăng Hàn mà nói. Có cải tiến một vài phương pháp luyện đan, vậy hiệu quả khôi phục cũng quá cặn bã. Lăng Hàn lập tức đầu nhập vào, trước đó hắn không có cách nào làm được, là bởi vì thông mạch cảnh ăn hồi khí đan không có hiệu quả. Đây căn bản là không đáp ứng được, hắn cẩn thận thưởng thức, lại truy tìm rất nhiều tư liệu của dược liệu, nỗ lực tìm ra sản phẩm thay thế, nâng cao hiệu quả của đan dược. Ba ngày sau, hắn lại có phương hướng, bắt đầu thí nghiệm. Dược liệu rất đắt, cũng may, ban đầu hắn vốn có chút tích góp, hơn nữa Hồ Dương lại thua hắn 500 vạn, trong khoảng thời gian ngắn này, hắn không cần lo lắng về vấn đề tiền. Bên kia, hoán tuyết đã đến 12 mạch đỉnh phong. Lăng Hàn cho nàng thời gian một tháng, đi cảm ứng ẩn mạch. Nếu như có thể thành công, vậy cứ tiếp tục trùng kích 20 mạch. Nếu như không có, cũng đừng lãng phí thời gian, trực tiếp xông vào hoán huyết cảnh. Lại qua 4 ngày, sau khi từng trải qua rất nhiều lần thất bại, Lăng Hàn cuối cùng đã thành công cải tiến hồi khí đan, hiệu quả nâng cao đâu chỉ gấp 10 lần. Cái này, cơ bản không cần lo lắng tới vấn đề tiêu hao hết lực lượng. Lăng Hàn thu đan dược vào trong dưỡng nguyên hồ lô, tạm thời hắn không có tính toán bán ra hồi khí đan bản cải tiến, để thỏa mãn nhu cầu của mình trước. Hắn còn muốn lại đi cải tiến cuồng bạo đan, nhưng còn chưa có bắt đầu, hắn lại nghênh đón một vị quý khách. Hiên viên định quốc, đây là con trai thứ 17 của hiên viên đại soái năm nay chỉ có 25 tuổi. Hắn đã đứng ở hoán huyết cảnh đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào cực cốt cảnh. Vì sao không đột phá, hắn còn đang chờ chờ con trai thứ bảy của hiên viên gia tiến vào học viện, tiếp nhận vị trí của hắn, tiếp tục dẫn dắt hiên viên bang. Lăng Hàn rất kinh ngạc, hiên viên đại soái này thật sự biết sinh tồn, hiện tại hắn phải có hơn 100 tuổi, đó chính là chỉ ít hơn 80 tuổi mới sinh ra hiên viên định quốc. Suy nghĩ một chút cũng đúng, bởi vì liên quan tới hoàn cảnh thiên địa, tu vi của hiên viên đại soái bây giờ đã không có cách nào tiến thêm. Thời điểm này hắn buồn chán cực kỳ, có thể làm cái gì? Cho nên, chính là lúc này Hiên Viên Định Quốc đột nhiên lại có thêm một đệ đệ, Lăng Hàn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Dù Sao Minh Văn Cảnh cũng có hơn 200 năm thọ nguyên, Hiên Viên đại soái hiện nay đang càng già càng dẻo dai. "Hiên Viên huynh," Lăng Hàn chắp tay làm lễ, "lần này Hiên Viên Định Quốc là một mình đi qua." Hắn ở trong phòng nhìn xung quanh một chút, không khỏi kinh ngạc, nói: "Lăng Hàn, ngươi vừa mới luyện đan?" "Đúng vậy." Lăng Hàn gật đầu, "ngươi còn biết luyện đan?" "Hiên Viên Định Quốc khiếp sợ hỏi: Ngươi đã là thiên tài võ đạo, được khen là hồng thiên bộ thứ hai. Nhưng bây giờ ngươi còn có thể luyện đan, bảo người khác sống thế nào. Chỉ có điều, hình như hồng thiên bộ cũng có nghề phụ. Có người nói ở trên trận đạo, hắn cũng có thiên phú kinh người. Đây là yêu nghiệt ép trời sao. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, giả vờ tiến vào phòng ngủ. Trên thực tế hắn lại lấy một viên hồi khí đan từ trong dưỡng nguyên hồ lô ra, sau đó đưa về phía hiên viên định quốc, nói. Đây là hồi khí đan ta chế luyện hắn không tính bán hồi khí đan nhưng có thể lấy bán phương pháp luyện đan hiên viên định quốc chắc là một đối tượng hợp tác không tệ ở đế đô hắn muốn có phương pháp có phương pháp muốn nhân thủ có nhân tay hiên viên định quốc đầu tiên không mấy chú ý dù sao lấy thân phận địa vị của hắn tất nhiên sẽ không thể chưa từng thấy qua hồi khí đan nhưng hắn rất nhanh lộ ra vẻ kinh ngạc nói a à, hồi khí đan này hình như có chút khác biệt không giống với cái hắn từng nhìn thấy từng dùng qua lang hàn cười nói, ngươi có thể ăn thử xem. Hiên viên định quốc hơi do dự một chút, liền ném viên thuốc vào trong miệng. Hắn cũng không sợ Lăng Hàn sẽ hại mình, nếu vậy người này lại thực sự là muốn chết. Trong nháy mắt mà thôi, hắn lại lộ ra vẻ vui mừng, nói. Lăng Hàn, hồi khí đan này hiệu quả thế nào lại tăng thêm tới gấp 10? Hắn nhìn Lăng Hàn, giống như nhìn thấy quái vật. Lăng Hàn gật đầu, chính xác ra, là hiệu quả nâng cao một lần. Hiên viên định quốc chỉ cảm thấy ra đầu tê dại, đây là khái niệm gì? Võ giả chứa đựng bí lực ở trong kinh mạch, kinh mạch lại rộng như vậy, số lượng có thể thích chữ lượng đương nhiên hữu hiệu, dùng xong, vậy sẽ không có. Cho nên, võ giả đánh một hồi lại sẽ gặp phải một vấn đề rất lung túng. Lực lượng sẽ đột nhiên hoàn toàn biến mất, vốn đang chiếm hết thượng phong, cũng sẽ trong nháy mắt bị lật bàn, bị thua, bỏ mạng đều rất bình thường. Lúc này hồi khí đan có thể phát ra công dụng lớn, tương đương với có thể kéo dài tính mạng mà ăn hồi khí đan mặc dù không có hạn chế số lượng, nhưng tồn tại một vấn đề tỷ lệ chuyển hóa. Người đồng thời ăn một viên hoặc là 10 viên, thật ra lượng thật sự có thể chuyển hóa thành bí lực cơ bản tương đồng. Cho nên, nếu như cầm hồi khí đan hiệu quả nâng cao 11 lần này đi ra ngoài, sẽ làm cường giả hoán huyết cảnh tranh cướp bể đầu. Lăng Hàn, hồi khí đan như vậy còn nữa không? Hiên viên định quốc vội vàng hỏi, hắn ngửi được giá trị cực lớn trong đó. Lăng Hàn gật đầu, nói, còn có mấy viên, có thể bán cho ta hay không? Hiên viên định quốc nói, tràn ngập chờ mong. lang Hàn mỉm cười, nói, bán là không bán, chỉ có điều chúng ta có thể liên thủ buôn bán. Làm như thế nào? Hiên viên định quốc hỏi, chỗ của ta có 10 viên bản cải tiến hồi khí đan. Người cầm bán đấu giá, vừa thuê đan sư chế luyện hồi khí đan bản cải tiến, chợt sau khi một pháo được hoan nghênh, lại chuẩn bị một số lượng các loại bán ra. lang Hàn cười nói, hiên viên định quốc sừng sốt, sau đó nói, ý của ngươi là, sẽ lấy ra phương pháp luyện đan. Điều này so với Lăng Hàn nắm giữ hồi khí đan bản cải tiến còn muốn làm cho hắn chấn động kinh ngạc hơn. Phương pháp luyện đan, có ai không che giấu, xe như tuyệt học độc môn. Làm gì có chuyện lấy ra để cho người ta học, chương 3684, bánh ít đi, bánh quy lại. Lăng Hàn lại không thèm để ý chút nào, đại đạo sơ hưng, hồi khí đan cũng chỉ hiện tại mới có giá trị ít tiền. Sau này khẳng định không có người nào hỏi thăm, không có giá trị gì cho nên tất nhiên phải thừa dịp hiện tại vớt lên một khoản. Ngoại trừ hồi khí đan ra, còn có bí lực đan, tham mạch đan, đều bị hắn cải tiến qua. Hắn vốn cho Mạc Quốc Hào, nhưng Mạc Quốc Hào đã chết ở hồ cứ thành. Ngươi thật sự nguyện ý, hai mắt hiên viên định quốc sáng lên, theo hắn mà nói, từ trong tay mình đẩy ra hồi khí đan bản cải tiến, đây lại không chỉ là chuyện kiếm tiền bạc, còn có thể khiến cho hắn tăng thêm một phần ở chỗ hiên viên đại soái thậm chí nhận được thánh hoàng bệ hạ coi trọng điều này lại có ý nghĩa hoàn toàn bất đồng lăng hàn gật đầu nói nếu như không nguyện ý vậy ta cần gì phải nói với ngươi nhiều như vậy ha 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 được hiên viên định quốc mừng rỡ hắn tự mình đích thân đến gặp lăng hàn cũng chỉ là biểu đạt một chút coi trọng không nghĩ tới sẽ có thu hoạch bất ngờ như vậy vậy phân chia như thế nào hắn nhìn về phía lăng hàn trên chuyện này lăng hàn chiếm địa vị chủ đạo lăng hàn mỉm cười nói ta không chỉ cung cấp đan pháp hồi khí đan còn có bí lực đan và tham mạch đan, đều là bản cải tiến. Hiệu quả ngươi có thể cho người đi kiểm tra, tỷ lệ phân chia, mỗi bên một nửa thế nào. Hắn lại ra ba phương pháp luyện đan, lấy đi một nửa lợi nhuận. Tỷ lệ này cũng không thấp, hiên viên định quốc suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu, nói. Được, đổi một người khác, đổi một kinh doanh khác, nghĩ không ra một phần lực, lại lấy đi năm phần lợi nhuận, không phải đùa giỡn hay sao. Nhưng điều này lại khác, ngoại trừ kiếm tiền ra còn có ý nghĩa chính trị lớn hơn nữa cho nên cho dù một phân tiền cũng không kiếm thật ra hiên viên định quốc cũng nguyện ý làm hơn nữa hồi khí đan bản cải tiến tuyệt đối có thể độc bá thị trường đan dược giá cũng có thể bán gấp mấy lần là một phần lợi nhuận cũng cực kỳ khả quan nghĩ như vậy một chút không cam lòng trong lòng hiên viên định quốc cũng tiêu tan thành mây khói kiếm tiền kiếm tên kiếm danh vọng quả thực là kim nguyên bảo từ trên trời rơi xuống tới Lăng Hàn trực tiếp giao ba tấm phương pháp luyện đan giao cho hiên viên định quốc. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, đây là nguyên tắc của hắn. Hiên viên định quốc tất nhiên đối với Lăng Hàn lại xem trọng thêm vài phần. Người trẻ tuổi này thực sự rất biết cách làm người, tín nhiệm như vậy khiến cho hắn cũng có chút kích động nhỏ, muốn cùng Lăng Hàn moi tim đào phổi. Lăng Hàn, có một nơi không biết người có hứng thú đi hay không? Hắn đột nhiên nói, quyết định bánh ít đi qua, bánh quy đi lại. À, chỗ nào lăng hàn hỏi sắc mặt có chút cổ quái gia hỏa này sẽ không phải muốn mời hắn đi chỗ trăng hoa chúc mừng chứ một chỗ hang đất mới phát hiện không lâu hiên viên định quốc nói di tích của văn minh đời trước sao lăng hàn hỏi chắc hẳn không phải là hiên viên định quốc lắc đầu dưới hang đất cùng sở hữu ba tầng cư trụ rất nhiều ong tím vàng ong tím vàng lăng hàn không có nghe nói qua hiên viên định quốc mỉm cười nói ong tím vàng là một loại yêu thú tối đa cũng là cấp bậc hoán huyết cảnh nhưng bởi vì ở chung số lượng cực lớn tập kết thành bầy đừng nói cực cốt cảnh chính là minh văn cảnh cũng sẽ phải nhức đầu chỉ có điều ông tử hoàng cho ra mật lại là nguyên liệu ngâm thể vô cùng chân quý hiên viên định quốc lại nói mấy người chúng ta đã từng xuất động một vô nhân cơ loại nhỏ tiến vào hang dưới lòng đất tra xét tình hình bên trong có rất nhiều mật đặc biệt rất nhiều hơn nữa ở trong hang đất tầng thứ ba còn có một gốc cây chu quả theo chúng ta suy nghĩ, đó là thụ linh ít nhất có nghìn năm. Lăng Hàn vui mừng, chu quả cũng thần dược tăng cường sinh mạng, nếu như hắn muốn trùng kích nhị biến, vậy chu quả chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Kết quả, hỏi hắn, hiên viên định quốc gật đầu, sau này người trùng kích nhị biến, chu quả nghìn năm liền có thể phát huy công dụng lớn. Được, Lăng Hàn lập tức đáp ứng, sau đó hỏi, lúc nào xuất phát, hiên viên định quốc không khỏi cười, người thế nào còn sốt ruột hơn cả ta vậy? hắn cũng không có thừa nước đục thả câu, nói, tạm thời quyết định là 10 ngày sau, chúng ta cần phải làm cho tốt tất cả chuẩn bị. Trong hang dưới lòng đất kia, ong tím vàng lấy con số lên tới trăm vạn, chỉ ít cũng là cấp bậc thông mạch cảnh. Hoán huyết cảnh cũng không phải là số ít, hơn nữa nọc ong lại chí mạng, bởi vậy, sợ rằng cường giả minh văn cảnh tùy tiện đi vào, cũng sẽ hỏng việc. Tin tưởng có thể xông vào, cũng chỉ có kim cương đại soái thể phách vô cùng mạnh mẽ, mặc cho người kéo tới công kích nhiều hơn nữa cũng chỉ xem như gió nhẹ phất qua. Nhưng kim cương đại soái chấn thủ biên thùy, làm sao có thể buông xuống tất cả tới lấy chút mật. Bởi vậy, mấy hoán huyết cảnh tiến vào hang dưới lòng đất, nhất định phải làm tốt chuẩn bị chu đáo. Nếu không có khả năng giao ra cả cái mạng nhỏ, lang hàn cũng không phải sợ, hắn có dưỡng nguyên hồ lô, cùng lắm thì trốn vào bên trong. Tin tưởng lấy chỉ số thông minh của ông tím vàng còn chưa đủ để phát hiện ra sự huyền bí của dưỡng nguyên hồ lô bí mật liên quan tới dưỡng nguyên hồ lô hắn đương nhiên sẽ không tiết lộ chỉ là thuộc tính không gian khiến nó vô cùng vô cùng được quý trọng huống gì còn có thể dưỡng thần thức chờ nhân mấy ngày này lăng hàn tích cực chế luyện đan dược đây đều là hàng không bán hắn chỉ làm cho mình dùng hắn tính toán thời gian một chút khoảng cách qua cửa ải còn có một tháng như vậy hắn từ hang dưới lòng đất trở về lại đi chứng nhận trận sư một chút năm sau tham gia thi đấu trận đạo vừa vặn chỉ là 7 ngày, bản cải tiến hồi khí đan lại bắt đầu được bán đấu giá. Bình thường một viên hồi khí đan bán một vạn huyền bắc tệ, đã đặc biệt đắt. Dù sao cũng là vật phẩm tiêu hao, nhưng hồi khí đan bản cải tiến ra giá cao nhất là 23 vạn, thấp nhất cũng đạt tới 20 vạn. Sau khi Lăng Hàn biết được, mỉm cười, có thể sung sướng kiếm tiền. Hồi khí đan bản cải tiến có thể đấu giá cao như vậy, là bởi vì số lượng ít. Nhưng có thể sau khi sản xuất số lượng lớn, giá khẳng định sẽ hạ xuống nhưng tin tưởng bán một viên 10 vạn không khó. Mấu chốt là chi phí cần thiết là bao nhiêu? Chương 3685, nhân viên tập trung. Nguyên liệu, khoảng 1 vạn 7 000 huyền bắc tệ một lò. Thành phẩm là 3 đến 4 viên, trên lý thuyết một viên chi phí là khoảng 5 000 Nhưng suy nghĩ đến chỉ có lăng hàn mới có thể làm được tỷ lệ thành đan 100%, trăm, bởi vậy chi phí nhất định sẽ không ổn định. Theo tỷ lệ thành đan là 50%, như vậy chi phí nguyên liệu chính là một vạn, nhân lực lại tính là một vạn. Như vậy lãi dòng chính là 8 vạn, Lăng Hàn cầm phân nửa cũng có 4 vạn, mấu chốt là Lăng Hàn không cần động một ngón tay, mỗi một viên bán ra này là có thể kiếm được 4 vạn, tự nhiên thoải mái. Hơn nữa, còn có bí lực hoàn và tham mạch hoàn bản cải tiến. Tuy rằng giá mỗi viên đan sẽ thấp hơn một chút, nhưng nhu cầu lớn hơn nữa. Tin tưởng sẽ thu được lợi ích cũng không nhỏ, đây chỉ là một sự bắt đầu, sau này hắn còn có thể cải tiến nhiều đan dược hơn. Được rồi, vấn đề tiền tạm thời không cần suy tính tới. Vấn đề hiện tại là dùng tiền, hắn đang tìm 7 loại nguyên liệu chính còn lại để điều chế giải dược ly hồn đan. Đã có manh mối, không hổ danh là đế đô, thật sự chỉ cần có tiền, không có gì là không mua được. Lại 3 ngày sau, hiên viên định quốc liền tới tìm hắn. Có thể xuất phát, lang hàn bảo liên tuyết dung thay mình chiếu cố hoán tuyết một chút. Bản thân hắn một mình xuất phát, suy nghĩ một chút, hắn không có mang theo con heo nhỏ háo sắc kia, Tuy rằng mang cho con heo nhỏ háo sắc này sẽ làm hệ số an toàn của hắn tăng lên, nhưng đồng thời cũng sẽ tăng nhân tố không ổn định. Thôi đi, hãy để cho nó ở chỗ này tiếp tục gây tai họa cho nữ học sinh của học viện, ăn đậu hũ. Lăng Hàn cùng Hiên Viên Định Quốc tới trước cửa học viện, nơi tập hợp những người khác trong lần hành động này. Chỉ chốc lát, tới một người thanh niên dáng người khôi ngô, nhìn qua khoảng 24-25 tuổi. Tới đây, giới thiệu một chút, Hiên Viên Định Quốc nói vị này chính là cháu thứ bảy của kim cương đại soái tần tinh hỏa lăng hàn gật đầu nói tần huynh thảo nào thể phách kinh người thân là hậu nhân của kim cương đại soái vậy khẳng định là am hiểu luyện thể tần tinh hỏa ngược lại cũng không có cái gì bất mãn tuy rằng lăng hàn không có địa vị gì nhưng tiềm lực quá lớn được gọi là hồng thiên bộ thứ hai sau này thành tựu lại không thể đo đếm cho nên ngạo khí cũng rất bình thường hắn cũng nhìn về phía lăng hàn gật đầu không nói gì thêm lăng hàn biết hiên viên định quốc chắc hẳn là trả cái giá lớn nào đó mới khiến cho hắn chen chân vào trong hành trình đi tới hang động bằng không ai có thể tự ý dẫn theo nhiều người hắn nhìn về phía hiên viên định quốc hiên viên định quốc lại cười nhìn về phía hắn tất cả đều không cần phải nói hai người các ngươi không nên ở trước mặt ta mắt đi mày lại phải giải cơ thì nhanh chóng mướn phòng tần tinh hỏa cười nói cái miệng này của ngươi đấy hiên viên định quốc lắc đầu theo lý thuyết tần tinh hỏa và hiên viên định quốc chắc là người hai thế hệ khác nhau nhưng hai người hình như cũng không có đi tính toán bối phận chỉ chốc lát lại có một người tới chỉ có điều đây là một nữ tử thiên kiều bá mị hiên viên định quốc lập tức tiến đến bên tai lăng hàn nói đây là tôn nữ của thực nguyệt đại soái ân tú tinh lăng hàn âm thầm vật đầu thực nguyệt đại soái là nữ tính duy nhất trong bốn đại soái hậu đại của nàng cũng ít nhất dù sao nàng không có khả năng không có việc gì lại đi sinh con chỉ có điều, tuy rằng nàng chỉ có một con trai, nhưng người con trai này lại thê thiếp vô số, cho nàng thêm thật nhiều tôn tử tôn nữ. Ân tú tinh này chính là một trong mấy người xuất sắc nhất. Cố gắng hết mức không nên nói chuyện với nàng. Chuyện đóa hoa hồng độc này thích làm nhất chính là trêu gẹo người không nhịn được, sau đó sẽ một cước dẫm lên trên mặt đất. Hiên viên định quốc lại nói một câu, ách, thế nào, đang chuẩn bị nói bậy về ta sao? Ân tú tinh lắc lắc eo nhỏ đi tới, dáng người của nàng đặc biệt nóng bỏng, chỗ nên nhỏ thì nhỏ, eo nhỏ thật sự chỉ chịu nổi nắm chặt, hoàn toàn được thân hình như rắn nước. nhưng hết lần này tới lần khác, nàng còn có một bộ mông giống như đào mật, di chuyển đến mức gọi là ngàn vạn phong tình. hiên viên định quốc và tần tinh hỏa đều cố ý xoay mặt không nhìn tới. cái này gọi là mắt không thấy tâm không phiền, chỉ có lang hàn vẫn cười mỉm ung dung, ánh mắt trốn cũng không trốn. đôi mắt đẹp của ân tú tinh không khỏi nhất thời sáng lên. Hiên viên định quốc và tần tinh hỏa có thể xem như là bằng hiếu cũ của nàng, sớm biết tính cách của nàng, cho nên nàng cũng trêu chọc không được hai người bọn họ. Nàng đang lo không có gì thú vị, hiện nay lại có thêm một người mới. Vậy không cần lo lắng đường đi dài rằng đặc, thời gian khó có thể trôi qua. Yêu, vị này chính là lang hàn sao. Nàng vừa cười vừa nói, thoáng lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, có một loại quyến rũ, yêu mị. Trời sinh dụ dỗ đối mặt với phong tình như vậy, trong 10 người đàn ông khẳng định có 9 người sẽ không khống chế được. Nhưng Lăng Hàn lại thường thấy nhiều loại mỹ nữ, có người lạnh như nước, có người nhiệt tình như lửa. Còn có người biểu hiện ra vẻ lạnh lùng, thoáng động tình lại nhiệt tình như lửa. Hắn lại làm sao có thể thất thố ở trước mặt ân tú tinh. Ân sư tỷ hắn mỉm cười nói, ai ra, khách khí như vậy làm gì. Gọi tỷ tỷ ân tú tinh ỏn ẻn nói, âm thanh tràn ngập sự quyến rũ. Hiên viên định quốc và tần tinh hỏa nhìn nhau một cái, trong lòng thầm nghĩ, nữ yêu tinh lại muốn gây tai họa cho người. Chỉ có điều, bọn họ càng không muốn nhóm lửa trên thân, tất nhiên hoàn toàn không có ý định nói xen vào. Dù sao ân tú tinh cũng có đúng mực, nhiều lắm chính là khiến người ta đốt người lại không phát tiết được, sẽ không chơi chết chơi tàn. Lăng Hàn chỉ cười, nói đùa, hắn là lão quái ở thế giới nguyên đã sống hơn một kỷ nguyên, gọi một tiểu nha đầu hơn 20 tuổi như thế là tỷ tỷ. Cho dù dòng thời gian khác nhau, đó cũng là chuyện không thể nào. Lăng Hàn càng chống cự, ân tú tinh lại càng hứng thú 10 phần. Bởi vì như vậy sau khi chinh phục lăng hàn, cảm giác thành tựu của nàng cũng sẽ càng nhiều hơn. Ha ha, xem ra ta là người cuối cùng, lại một tên người trẻ tuổi xuất hiện, trên người hắn đeo một cái bọc, thật lớn. a à, đường duyệt, người không thể mượn được pháp khí không gian sao. Tần tinh hỏa hỏi, chương 3686, lấy mật, hiên viên định quốc quay đầu lại, giới thiệu với lăng hàn. Đó là người cháu thứ thứ 21 của thiên tàn đại soái Đường Duyệt lắc đầu, đừng nói nữa, lão tử ta không chịu cho ta mượn pháp khí không gian. Ta chẳng lẽ còn có thể cướp sao? Lăng Hàn nhìn xuống, hiên viên định quốc, tần tinh hỏa và ân tú tinh đều không có mang theo đồ gì. Nhìn thế này, bọn họ chắc hẳn là mượn được pháp khí không gian. Bằng không cho dù lấy thân phận của bọn họ cũng không có khả năng thu được bảo vật như vậy. Như vậy so sánh hai bên, cũng có thể thấy được hắn có bao nhiêu may mắn. Đi, xuất phát thôi, hiên viên định quốc nói, cũng giải vây cho Lăng Hàn. Bởi vì ân tú tinh mắt thấy sẽ dùng ra 18 loại vũ khí. năm người ra đi, bốn người là hậu nhân của bốn đại soái Những người khác căn bản lại không có tư cách trở thành bạn đồng hành cùng bọn họ. Lần hành động này bọn họ vẫn hết sức coi trọng, ngay cả thân tín cũng không có dẫn theo, bởi vì bọn họ không muốn phân ra một chút thu hoạch nào. Mặt khác chính là thực lực, thực lực không đủ chỉ gây cản trở. Phải biết rằng, Ong tím vàng trong hang động lại lấy con số tới trăm vạn, lấy gì so sánh với số lượng. Ha ha, bởi vậy có thể thấy được, Hiên Viên Định Quốc dẫn theo Lăng Hàn, nhất định là bỏ ra cái giá không nhỏ, hy sinh một phần lợi ích mình nên được. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, Hiên Viên Định Quốc là một người hiểu tiến lui, đáng để kết giao. Trong đoàn người Lăng Hàn lại có bốn người địa vị cực kỳ tôn sùng. Cho dù trong bọn họ chỉ có một trong số rất đông hậu đại trong bốn đại soái, muốn kiếm được một chiếc không hạm loại nhỏ lại là chuyện chắc chắn không hạm cùng phi hành khí khoa học kỹ thuật văn minh trên bản chất có sự khác biệt. Bởi vậy trận pháp cần huy động, tiêu hao hạt ngọc làm năng lượng, không giống phi hành khí dùng đến các loại nguyên lý khoa học. Mà không thể nghi ngờ, không hạm thích hợp với hoàn cảnh này hơn. Bởi vì hiện tại các nơi trong thiên hạ từ trường vô cùng hỗn loạn, rất dễ dàng khiến cho dụng cụ phi hành khí trở nên không bén, tạo thành tai nạn trên không. Nhưng cho dù là đế đô, không hạm cũng lại chỉ có mấy chiếc như vậy, quản lý khống chế nghiêm ngặt. Nếu không phải là mặt mũi bốn người hiên viên định quốc cũng đủ lớn, muốn mượn chiếc không hạm, hoàn toàn là vọng tưởng. Chiếc không hạm này không lớn, so với chiếc đưa lăng Hàn tới Đế Đô là cùng một loại, nhưng bọn họ cũng chỉ có 5 người, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng gian phòng sẽ không đủ dùng. Hang động này cách Đế Đô vẫn có hơi xa, cho dù có không hạm này vượt qua hồ nước giống như biển rộng, thiên sơn hùng lĩnh, nhưng bọn họ phải tốn 7 ngày cuối cùng mới đi tới nơi. Ở trên đường bọn họ đều sử dụng quang não quan sát lấy cảnh tượng vô nhân cơ chụp lại được khi tiến vào hang động có một hiểu biết sơ lược đối với nơi đó đối với lang hàn mà nói thám hiểm giống như vậy đã không biết bao nhiêu lần hắn rất nhanh lại ở trong đầu ghép ra toàn cảnh của một hang động tin tưởng hắn chính là nhắm mắt lại cũng có thể đi từ đầu đi tới cuối tuyệt đối sẽ không vấp phải một chút trắc trở nào hắn mất đi chỉ là lực lượng mà thôi không hạm dừng lại bọn họ rời thuyền không hạm lại ở chỗ này chờ bọn họ con đường tiếp theo, bản thân bọn họ sẽ đi nốt. Không hàm cũng không bay qua, dọc đường đi, ân tú tinh tìm mọi cách khiêu khích đối với Lăng Hàn. Thậm chí vào buổi tối, nàng tiến vào phòng của hắn, thể hiện phong thái quyến rũ. Nhưng Lăng Hàn vẫn khách khí, vô cùng lễ phép, hoàn toàn không có một chút thất thố nào. Điều này khiến cho ân tú tinh phiền muộn vô cùng, bởi vì nếu lại muốn tiến hành tiếp, nàng sẽ thật sự phải cởi quần áo. Sao có thể như vậy được, nàng chỉ là thích chơi đùi, nhưng cũng giác ngộ không hy sinh nhan sắc thậm chí liên lụy tới thân thể nàng nghiêm trọng nghi ngờ tính hướng của lăng hàn không bình thường bằng không làm sao có thể lãnh đạm với mình như vậy sau khi nhận định như thế cảm giác thất bại của nàng nhất thời giảm đi không ít năm người đi ở trong núi ở đây căn bản không có đường đi bởi vì vẫn không có bóng người tất cả đều là cây cối và cỏ dại rậm rạp đá gồ ghề ngổn ngang nếu không phải bọn họ đều có thực lực hoán huyết cảnh chỉ riêng đoạn đường cuối cùng này sẽ ngăn cản bọn họ trở lại điều này dẫn cho bọn họ phiền toái lớn nhất chính là tốc độ tiến lên phía trước tốn thời gian ước chừng nửa ngày bọn họ mới chạy được khoảng trăm dặm đường cuối cùng đi tới đích phía trước xuất hiện sơn động tối tăm tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa tần tinh hỏa nghiêm nghị hỏi xong bốn người khác đều gật đầu trên tay bọn họ đều có một lọ dầu đây là thứ đặc biệt nhằm vào ong tím vàng sau khi bôi ở trên người người ngửi không có cảm giác gì nhưng ong tím vàng lại ghét nhất mùi như vậy sẽ khiến cho bọn chúng từ phía xa mới ngửi được đã sớm bay khỏi đó đi sau khi bọn họ bôi lên động liền tiến vào trong hang động bởi vì đã xem qua cảnh tượng năm người đều vô cùng hiểu rõ đối với tình hình bên trong cho dù rất nhanh lại biến thành tối đen như mực nhưng cũng không có người nào cảm thấy hoang mang quả nhiên loại dầu này dùng rất tốt bọn họ một đường đi tới hoàn toàn không gặp phải một ong tím vàng nào giống như ở đây cũng không tồn tại loại yêu thú này nhưng bọn họ không dám khinh thường mở ra công năng chiếu sáng của quang não này rất có khả năng khiến cho ong tím vàng điên cuồng hung hãn phát động công kích bởi vì bọn họ đã càng lúc càng gần nơi chứ gờ mật đối với ong tím vàng mà nói đây chính là lương thực của bọn chúng chim chết vì thức ăn vì thế ong tím vàng nhất định sẽ liều mạng với bọn họ hang động tầng thứ nhất không lớn bọn họ rất nhanh lại đi đến điểm cuối năm người lấy ra kính nhìn ban đêm đeo vào chỉ thấy trên vách động phía trước có một một vòng tròn trên vòng tròn lại là chất lỏng sình sạch sáng lấp lánh, hình như muốn nhỏ xuống. Chuẩn bị ra tay, hiên viên định quốc hạ giọng nói. Một, hai, ba, năm người đồng thời nhảy ra ngoài, hái từng vòng tròn một xuống. Vo vo, ơ trong vòng tròn còn có ong tím vàng, bị quấy nhiễu bay ra, lập tức phát động công kích về phía năm người. Nhưng năm người ra tay quyết đoán, trực tiếp giết chết những con yêu ong, gần như không phát ra âm thanh gì. Chỉ là chuyện ba bốn phút, bọn họ lại hái sạch sẽ các vòng tròn những cái này đều sẽ là mật. Trong lúc đó, lại có yêu ong trở về, nhưng tất cả bị giết chết. Chương 3687, một mình thâm nhập một. Đi mau, cách tổ ong bạo động không xa, năm người vội vàng quay đầu lại, mỗi người cõng hai 30 khối vòng tròn, tốc độ nhanh kinh người. Lại sau mười mấy phút, bọn họ đã chạy ra xa khỏi cái hang động. Năm người nhìn nhau một cái, đều có chút vui mừng bất ngờ. Chuyến này đúng là thuận lợi đến kỳ lạ, vo vo vo, trong hang động truyền ra âm thanh khiến người ta tâm phiền ý loạn. Không tốt, tổ ong đã bị kinh động. Đi, năm người vội vàng chạy trở về. Nhưng không được vài bước, bọn họ liền nhìn thấy một mảnh đám mây vàng màu tím từ trong hang động bay ra. Trong nháy mắt lại có thể ùn ùn kéo đến, lẩn quẩn ở trong núi. Đó chính là ong tím vàng. Bởi vì số lượng quá nhiều, chúng cũng hóa thành giống như đám mây. Thật may, những yêu ong cũng không phát hiện ra đám người lăng hàn. Sau khi ở trong núi xoay quanh một lúc, chúng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại. lúc màn đêm buông xuống, bọn họ cũng đã trở về đến trên không hạc. theo ý nghĩ của bốn người hiên viên định quốc, bọn họ dự định lúc này liền trở về. cho dù bọn họ còn có một chút loại dầu chế luyện đặc biệt này, nhưng bị ăn cắp mất nhà một lần, những con yêu ong này còn có thể không có để phòng sao? yêu thú lại khai hóa trí tuệ, đặc biệt là còn có tồn tại hoán huyết cảnh, trí tuệ tuyệt đối không thấp. cho nên thu gặt một lần lại đủ rồi, không cần có lòng tham thêm nữa ta muốn lại trở về một lần nữa. Lăng Hàn nói, Lăng Hàn, không nên bởi vì chúng ta lần đầu tiên thuận lợi như vậy, ngươi liền cho rằng có thể lại đi lần thứ hai, lần thứ ba. Đường Duyệt nghiêm nghị nói, lời này cũng là nhìn mặt mũi hiên viên định quốc, hắn mới nói ra. Nếu không, cần gì quan tâm tới sự sống chết của ngươi? Lăng Hàn mỉm cười, nói, mục tiêu của ta không phải là mật, mà là chu quả trong tầng thứ ba của hang động. Đúng rồi, ngươi vẫn chỉ là nhất biến, đang cần loại bảo quả tăng trưởng khí huyết này. Tần tinh hỏa gật đầu, ta cảm thấy vẫn quá nguy hiểm, đường duyệt lắc đầu, không sao, ta sẽ cẩn thận. Lang Hàn cười nói, vì thế, ta đã có sự chuẩn bị chu đáo, đến lúc đó gặp lại ở đế đô sau. Hắn cố ý kiên trì, bốn người cũng không có cách nào ép được hắn, liền quyết định chờ hắn năm ngày. Năm ngày sau, bọn họ sẽ khởi động không hạm quay về đế đô. Lăng Hàn đáp ứng, một mình rời đi, bốn người hiên viên định quốc không phân mặt cho hắn, nhắc tới cũng không. Điều này cũng có thể lý giải được, nếu như cho hắn, hắn lại chết ở trong tổ ong, đó không phải là lãng phí quá lớn sao. Loại bảo vật tu luyện thể phách này quá chân quý, có tiền cũng mua không được. Cũng khó trách bốn người sẽ lòng dạ hẹp hòi, lăng hàn cũng không để ở trong lòng, bởi vì hắn vốn không có tính chiếm tiện nghi của bốn người. Hắn cũng không ra lực gì, dựa vào cái gì phân chia thu hoạch. Chính hắn tự lấy chính là, hàn đệ đệ, cần phải bình an trở về tỷ tỷ còn chưa có đắc thủ. Sau khi Lăng Hàn đi ra vài bước, ân tú tinh ở trên không hạm yểu điệu nói. Lăng Hàn thiếu chút nữa ngã sắp xuống, dựa vào, nữ nhân này cũng thật không rẻ rặt. Lăng Hàn không đi trong đêm khuya, bởi vì cần phải dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị cho việc làm ngày hôm sau. Hắn tiến vào dưỡng nguyên hồ lô, mỗi ngày buổi tối hắn đều sẽ ngủ ở bên trong, năng lượng một ngày tích góp lại, vừa lúc buổi tối cho hắn sử dụng. Ở nơi dã ngoại, cái này cũng sẽ càng an toàn hơn có thể có nơi nghỉ ngơi thật tốt, nơi hoàn toàn thả lỏng. Một đêm trôi qua, lang Hàn ra khỏi dưỡng nguyên hồ lô. Hắn chỉ cảm thấy các loại cơ năng đều có nâng cao nhất định. Bí lực, thể lực, thần thức, nhất là thần thức, tiến bước lớn nhất. Lúc mặt trời vừa lên, hắn ngồi xếp bằng trên đất, vận chuyển công pháp hầu ca, hấp thụ lực lượng trong thiên địa, cường đại bản thân mình. Khi hắn kết thúc công việc, lại bất ngờ phát hiện mình hấp thu được một tia năng lượng màu tím hắn sửng sốt ở trong truyền thuyết có cách nói về mây tía từ phía đông tới này mây tía là một loại tượng trưng cao quý hắn lại có thể lấy ra đến một tiêm mây tím mây tím vào cơ thể bí lực toàn thân hắn cũng có chút sôi trào sau đó mức độ sinh mạng tiến hóa cũng tăng nhanh thêm một phần tuy rằng điều này so với ở trong toàn bộ quá trình nhất biến mà nói vẫn là bé nhỏ không đáng kể nhưng so với trước lại là một biến hóa kịch liệt kinh người nếu như hắn có thể vẫn hấp thu mây tía tiến hành tu luyện tin tưởng tốc độ tiến cảnh chỉ ít sẽ tăng lên gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Đáng tiếc, mê tím lại chỉ có một chút như vậy. Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái, làm thế nào lấy ra được cái này, là bởi vì hắn tu luyện đến trình độ này, tự nhiên có thể hấp thu được năng lượng cao cấp hơn. Hay là bởi vì hoàn cảnh thiên địa ở đây đặc biệt. Ngày mai tu luyện xem thế nào, hắn thu thập một chút, ăn chút đồ, sau đó lập tức ra đi. Đến thời điểm 3-4 giờ chiều, hắn lại đi tới hang động hắn bôi dầu lên, tiến vào, nhưng lần này, dầu này đã không dùng được, ngược lại, lập tức đưa tới rất nhiều ong tím vàng. Từng con ong kích thước lớn chừng bằng nắm tay, thân con ong màu vàng, cánh lại là màu tím, tập trung thành đàn, phát ra những tiếng vù vù, ẩm ý vô cùng. Lăng Hàn cố tình thử xem thực lực của những yêu ong này. Dưới bí lực vận chuyển, ở bên ngoài thân hình hắn tạo thành một hộ thuẫn bí lực. Kiếm gãy đã từ trong hồ lô nổi lên, bị hắn chém một cái. Nhất thời, kiếm khí đáng sợ quét ra. Phụt phụt phụt, một kiếm đảo qua, lập tức có rất nhiều yêu ong bị hắn chặt đứt, rơi đầy đất. Nhưng có nhiều yêu ong hơn lại xuyên qua kiếm khí, sử dụng cái ngòi trên đuôi đâm về phía hắn. Tay trái của lăng hàn hóa quyền đánh ra, ầm, um, trong lực lượng khủng khiếp sôi trào, lại có rất nhiều yêu ong bị hắn đập nát thân thể. Lực lượng gần 300 vạn cân, sao có thể nói đùa được. Vù vù vù, trên người lăng hàn có ánh sáng rực rỡ lăn tăn hiện ra di chuyển, đó là do yêu ong đâm vào trên hộ thuẫn bí lực hình thành ngòi của một con ong thông mạch cảnh đương nhiên không có khả năng đục thủng được hỗ thuẫn bí lực của lăng hàn nhưng không chịu nổi số lượng này thật sự quá nhiều vù 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 trên người của hắn hình như rơi xuống vô số hạt mưa đang bắn ra hỗ thuẫn bí lực chỉ duy trì trong thời gian một lần hít thở liền bị phá vỡ nhất thời có mấy trăm cái ngòi nhọn đồng thời bắt đầu đâm tới nhưng da lăng hàn lại à vô cùng cứng rắn căn bản đâm không thủng chương 3688, một mình thâm nhập hai. Cái này liền lúng túng, trong nháy mắt đó không biết bao nhiêu con yêu ong đều đâm ngòi nhọn tới, nhưng căn bản không có cách nào tập trung độc tố vào trong cơ thể Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, thân thể rung lên. Nhất thời có rất nhiều yêu từ trên người hắn bị chấn động rơi xuống. Chỉ có điều, yêu ong lập tức phát động đợt công kích thứ hai. Mục tiêu lại là các vị trí như mắt, lỗ tai, mũi của hắn. Dựa vào, kinh nghiệm thật đúng là phong phú. Không chơi nữa, Lăng Hàn tâm niệm thoáng động, đã tiến vào trong dưỡng nguyên hồ lô. Đáng tiếc, đây cũng không phải là tháp đen, hãy còn còn có một hồ lô nhỏ màu xanh rơi trên mặt đất. Nếu không, không có dấu vết, đó mới là ẩn nấp loại hình hoàn mỹ. Thật may, ong tím vàng tuy rằng mở ra trí tuệ, nhưng nhiều lắm cũng chỉ tương đương với tiểu hài từ 4 năm tuổi. Đột nhiên mất đi tung tích của Lăng Hàn, bọn chúng nhất thời mờ mịt, bay lượn ở trên không trung, một vòng lại một vòng sau đó chúng liền phân ram bay tản ra bốn phía. Lăng Hàn thở dài, trước hết phải thay đổi trang phục toàn thân, hiện tại dầu này ngược lại biến thành phù dẫn con ong tới. Hắn đợi một hồi, từ trong hồ lô đi ra, lặng lẽ rời đi. Chỉ có điều, những con yêu ong vô cùng mẫn cảm đối với mùi. Rất nhanh chúng lại phát hiện ra Lăng Hàn, đầu tiên là một hai con, sau đó là hơn mười con, cuối cùng lại tập trung thành một đám. Lăng Hàn vội vàng chạy đi, tốc độ cực kỳ nhanh cho dù là yêu ong cánh dài cũng không đuổi kịp hắn. Đây vẫn là bởi vì địa thế trong hang động quá mức phức tạp. Thoáng một cái, trước mặt lại xuất hiện một cây cột đá gì đó. Bằng không ở giải đất bình nguyên, vậy Lăng Hàn triển khai phi toa bộ, dưới gấp hai lần so với vận tốc âm thanh bạo phát ra, cho dù là yêu ong hoán huyết cảnh cũng làm sao đuổi kịp hắn. Điểm cuối tầng thứ nhất đã đến, nhưng ở đây đã không có bao nhiêu giá trị, mật đều bị lấy đi, Lăng Hàn không chút do dự đi tới, di chuyển vào tầng thứ hai. Chỉ có điều, càng nhiều yêu ong từ phía trước kéo tới, Lăng Hàn tùy ý bịt lại lỗ tai, hai mắt nhắm lại, cúi đầu xuống. Hiện tại hắn đã bảo vệ các vị trí yếu nhất trên thân thể, các người tới cắn đi. Nhưng hắn lập tức nhe răng, bởi vì lại có mấy con yêu ong đánh úp về phía hoa cúc. Còn có mấy con muốn xông vào tiểu đệ đệ của hắn. Dựa vào, các người cũng không phải là linh cầu, học được cái gì thế. Lăng Hàn vội vàng tiến vào trong dưỡng nguyên hồ lô, hắn cũng không muốn hoa cúc bị tàn, Tiểu đệ đệ mặc dù bây giờ không có đất dụng võ, nhưng khi nữ hoàng các nàng đi ra, phát hiện nơi đó thay đổi hình dáng, chẳng phải là sẽ chê cười hắn sao. Ai, sớm biết vậy cần phải mang theo con heo nhỏ màu hồng, sử dụng nó tới bảo vệ hoa cúc chắc hẳn là sử dụng rất tốt. Lần này, bầy ong có kiên trì hơn nhiều, xoay xung quanh không ngừng, chậm chạp không chịu rời đi. Nhưng chỉ số thông minh của bọn chúng còn chưa đủ cao, chỉ canh giữ nửa ngày, sau đó bọn chúng lại rời đi. Lăng Hàn càng thêm cẩn thận, dựa vào, những yêu ong này còn biết đâm tiểu đệ đệ hoa cúc lấy thể thuật của hắn hiện tại còn chưa mạnh mẽ để không để ý tới ra khỏi hồ lô hắn lại đi tới hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới điểm cuối tầng thứ hai vì là mật ở thứ nhất tầng bị trộm hơn nữa cũng biết có người ngoài sông vào phòng ngừa ở đây lại vô cùng nghiêm mật có ít nhất mấy nghìn con yêu ong đang canh giữ bảo vệ ở đó nếu trộm không được vậy mạnh mẽ cướp đi lang hàn xông qua lại trực tiếp giành lấy từng cục mật nhét vào trong dưỡng nguyên hồ lô. Luận về chiến lực cá thể, không một con yêu ong nào là đối thủ của hắn. Cùng công kích, lấy khí lực của hắn cũng không cần quá mức e ngại. Chỉ bảo vệ mấy vị trí yếu ớt có hạn là được. Một khối, hai khối, ba khối, hắn thu hoạch càng lúc càng nhiều, nhưng trung quy hắn không đuổi tận giết tuyệt. Sau khi cầm phân nửa, hắn liền vọt về phía tầng thứ ba, sau đó ẩn vào trong hồ lô không gian. Lấy tất cả mật đi, bầy ong kia rất có khả năng chết đói, hoàn toàn biến mất vì vậy lăng hàn chỉ có thể tới lấy một lần nhưng để cho bọn họ tiếp tục trưởng thành nhưng có thể lại đến lấy lần thứ hai lần thứ ba tất nhiên như vậy càng có lời hơn sau khi tiến vào tầng thứ ba lăng hàn rất nhanh lại trốn vào trong dưỡng nguyên hồ lô vui vẻ nhìn những gì hắn thu hoạch được lần thứ hai mật không chỉ càng nhiều hơn hơn nữa chất lượng càng cao hơn trước đó lăng hàn mặc dù không có nhận được mật lại từng hưởng qua một miếng so sánh với lúc này tranh lệch hết sức rõ ràng a à, kiếm được lời lớn, lăng hàn không ra khỏi hồ lô, ở bên trong ăn mật. Ngọt, thơm, mùi thực sự đạt đến cực hạn, chỉ là một lúc sau, hắn cũng cảm giác toàn thân nóng lên, giống như uống rượu mạnh, toàn thân ấm áp, nói không nên lời thoải mái. Hắn có thể cảm giác được tế bào được tăng cường, không chỉ thành tế bào trở nên cứng cáp hơn, bản thân tế bào đang lớn lên. Lăng Hàn có loại hiểu ra, nâng cao thể thuật chính là tế bào, bí lực lại là tác dụng ở trình độ sinh mạng. Trên lý thuyết mà nói, Nhất định là bí lực quan trọng hơn. Thật giống như một con kiến sau khi tiến hành tu luyện, nó khai hóa trí tuệ, cuối cùng thành nhân loại, thậm chí vượt qua nhân loại cũng không phải là kỳ lạ. Mà thể thuật chỉ có thể khiến cho con kiến này trở nên cường tráng, lại không thoát được bản chất của con kiến. Chỉ có điều, hai điều này không có khả năng đối địch, mà là hỗ trợ lẫn nhau, bước vào một trình độ sinh mạng mới, liền có thể mở ra giới hạn thể phách cao nhất. Thể phách mạnh mẽ cũng có thể hộ tống bảo vệ cho trình độ sinh mạng hai điều cùng quan trọng như nhau ở trong lòng lang hàn thầm nói hiện tại dòng chính đều là tu luyện bí lực đây là điều không thể làm nhưng cũng không có cách nào bây giờ căn bản cũng không đủ tài nguyên chống đỡ thể tu đi lên hơn nữa cũng không có công pháp thể tu cường đại như vậy khiến cho chuyện tốn công gấp bộ lãng phí rất nhiều tài nguyên nếu không Hiên viên định quốc bọn họ cần gì phải mạo nguy hiểm như vậy bọn họ cũng không thiếu tài nguyên tu luyện bí lực từ đó cũng có thể thấy được Trước đây Kim Cương Đại Soái nhận được một khối hồng vân thạch cực lớn có may mắn tới mức nào. Lang Hàn lại đảo qua gần 90 khối mật xung quanh. Mỗi một khối đều lớn như cái quạt hương bồ, số lượng tuy rằng ít hơn so với lần đầu tiên, nhưng đây chính là Lang Hàn độc chiếm. Hơn nữa, chất lượng càng cao hơn, chương 3689, con ong chúa. Cho nên, lần này thu hoạch khẳng định vượt quá tổng số lần đầu tiên. Lang Hàn lộ ra vẻ tươi cười, còn có tầng thứ ba Tin tưởng nơi đó mật sẽ càng nhiều hơn, chất lượng cũng càng cao hơn. Sau khi lấy được nhiều mật như vậy, tin tưởng đủ để hoàn thành cho hắn thể tu ở hoán huyết cảnh. Đêm nay, Lăng Hàn ngủ rất say, hơn nữa thực lực tăng lên rất nhanh. Điều này đến từ phương diện thể thuật. Sáng sớm hôm sau, Lăng Hàn ra khỏi hồ lô, bắt đầu tu luyện. Nửa canh giờ này là thời gian tu luyện chân quý nhất của võ giả, nhưng đồng thời cũng không đáng tiền nhất. Bất kỳ kẻ nào đều có thể lấy lực lượng thiên địa ra sử dụng bất kể thân ở phương nào, chẳng phân biệt được nghèo hèn phú quý. Ông trời vô tâm, công bằng vô cùng. Sau khi tu luyện xong, hắn cũng bị mấy con yêu ong tuần tra phát hiện. Lại bắt đầu một đường chạy như điên, yêu ong tầng thứ ba thực lực lại cường đại hơn nhiều. Có đủ tồn tại hoán huyết cảnh, tốc độ của chúng nhanh, thậm chí vượt qua lăng hàn, liên tiếp phát động công kích về phía hắn, khiến cho lăng hàn không tránh được bê thường xuyên tiến vào bên trong dưỡng nguyên hồ lô. Không có cách nào, ở đây quá tối, Địa hình lại quá phức tạp, Lăng Hàn căn bản không phát huy ra được tốc độ nhanh hơn. Những con yêu ong sinh tại đây, quen với nơi này, tất nhiên đã sớm thích ứng. Cho dù ở chỗ này cũng có thể phát huy ra tốc độ lớn nhất. Hơn nữa, chỉ số thông minh của yêu thú hoán huyết cảnh cao hơn không ít. Sau khi Lăng Hàn né tránh vài lần, những con yêu ong này lại bay vòng quanh hồ lô không chịu đi ra ngoài. Đây là chúng hạ quyết tâm muốn Lăng Hàn hao tổn tới cùng. Lăng Hàn đợi tới một ngày cũng không có một con yêu ong nào rời khỏi đó. Trái lại số lượng còn trở nên nhiều hơn, tiếp tục như vậy không được, lang Hàn cắn răng một cái, từ trong hồ lô đi ra, vung tay lên, đánh ra một lá cây dưỡng binh. Nhất thời, ánh sáng rực rỡ chấp động hiện lên, lá cây hóa thành một thanh thiên đao, điên cuồng chém xuống không ngừng. Đây chính là lá cây ba mạch văn, đủ để phát huy ra uy năng cực cốt cảnh. Phù binh vừa không có điểm yếu hại, không nhược điểm, không bị thương, chỉ có phần nó chém xuống bầy ong càng tập trung nhiều, càng không chịu rời đi, lại càng có điểm yếu hại. Hơn nữa sau khi Lăng Hàn ném ra phù binh đã trốn vào trong dưỡng nguyên hồ lô, khiến cho những con yêu ong này muốn điên cuồng liều mạng cũng không có cơ hội. Khi lá cây dưỡng binh hoàn toàn dùng hết huy năng, gần đó cũng chất đống lên một tầng thi thể yêu ong dày. Chỉ có mấy trăm con chạy trốn được, Lăng Hàn lại vội vàng bắt đầu chạy đi, vừa thương tâm không dứt. Chỉ còn lại có bảy mảnh lá cây dưỡng binh ba mạch văn, bốn cái lá cây hai mạch văn hắn đã cho hoán tuyết. Dù sao hắn cũng không cần, vừa vặn cho hoán tuyết. Nhất định phải có thu hoạch lớn, nếu không lại quá lãng phí. Thật ra hiên viên định quốc bọn họ cũng tiêu xài được phù binh cấp bậc cực cốt cảnh. Nhưng có điểm bọn họ so ra kém hơn lăng hàn, đó chính là không có dưỡng nguyên hồ lô. Thời điểm phù binh đại khai sát giới, bọn họ cũng sẽ rơi vào sự phản công của các yêu ong. Kết cục cuối cùng rất có khả năng là đồng quy vô tận. Cho nên, loại thủ đoạn này chỉ có Lăng Hàn có khả năng sử dụng. Hắn lại chạy như điên, các yêu ong tất nhiên rất nhanh lại tập kích qua, nhưng Lăng Hàn cũng không nỡ lại ném ra một mảnh lá cây dưỡng binh, mà vận dụng hết khả năng bảo vệ vị trí yếu hại, một đường như bão táp sông đi. Hang động tầng thứ ba rất lớn, vì Lăng Hàn chạy gần 3 giờ, lúc này mới đi tới đáy động. Ai, má ơi, ở đây quả thực hiện ra rất nhiều mật, nhưng yêu ong canh giữ bảo vệ cũng nhiều đến kinh người. Mỗi một con đều có kích cỡ bằng đầu người có nghĩa là bọn chúng đều là tồn tại hoán huyết cảnh lại phải ném ra lá cây dưỡng binh lang hàn thở dài hắn thật đúng là lãng phí nhưng hiện tại không sử dụng lại phải đợi tới khi nào nhưng những con yêu ong lại có thể yên tĩnh một cách thần kỳ không lập tức phát động công kích cổ quái lang hàn đang nghĩ ngợi lại nghe có tiếng vo vo vang lên ẩm ý vô cùng lúc này hắn đương nhiên cũng không cần ẩn nấp hành tung làm gì hắn mở ra công năng chiếu sáng của quang não chỉ thấy từ trong một góc khuất của hang động chỉ ít có mấy nghìn con yêu ong đang hợp lực mang một con quái vật khổng lồ màu trắng bay tới con người lang hàn nhìn chằm chằm đó là con ong chúa da hỏa tốt thân dài chừng ba trượng thân thể tròn vo giống như cũng bị no quá sắp nổ nó không giống với ong chúa bình thường trên người của nó thật ra mọc rất nhiều móng vuốt giống như lưỡi câu nhọn toàn thân càng mọc đầy gai nhọn khiến người ta nhìn vào khiếp sợ hoảng hốt a à, kẻ thù bên ngoài xâm nhập không phải nên lập tức giấu con ong chúa đi sao? Thế nào ngược lại mang ra đây? Lăng Hàn lập tức bừng tỉnh, điều này nói rõ bầy ong cho rằng thực lực của hắn không đủ để uy hiếp được tồn tại ong chúa. Vù vù vù, mấy nghìn con yêu ong hợp lực mang con ong chúa qua. Lăng Hàn có thể nhìn thấy được rất rõ ràng, con ong chúa nắm giữ hai mắt kép cực lớn, đang nhìn chằm chằm vào hắn, có một loại thần sắc giống như xem thường vậy. Đây là một con yêu thú cực cốt cảnh, ở trong lòng Lăng Hàn lập tức thầm nói khí thế này đáng sợ không giả được khó trách yêu thú cực cốt cảnh đương nhiên không cần sợ hắn ánh mắt lăng hàn đảo qua hắn phát hiện ra bụi cây chu quả kia đang có một con yêu ong bay đi hái xuống một trái cây toàn bộ đều là màu đỏ sau đó bay đến trước mặt con ong chúa đút cho nó ăn con ong chúa chỉ là mở miệng căn bản không cần nhai quả chu quả liền bị nó nuốt vào sau đó phụt một cái nó liên tiếp sinh ra trứng yêu ong phía sau lập tức vận chuyển đi đưa đến nơi chuyên môn dưỡng dục ong non. Dựa vào, Lăng Hàn thật sự muốn xông tới từ trong bụng con ong chúa đoạt lại chu quả. Bảo quả chân quý như vậy, người lại có thể dùng để dưỡng sinh ở cữ làm cái gì? Quá lãng phí, hắn liếc mắt quan sát, chỉ thấy trên bụi cây chu quả kia còn có chừng 10 quả trái cây. Dựa theo mật độ này mà nói, vốn chỉ ít cũng có hơn 50 quả. A à, a à, a, à, Lăng Hàn giận dữ, không vui, veo veo veo, thân thể con ong chúa khẽ rung lên, nhất thời có bốn cây gai nhọn rời khỏi thân thể, bay về phía Lăng Hàn. Tốc độ thật nhanh, Lăng Hàn vội vàng vận chuyển phi toa bộ trốn tránh, trong nháy mắt phát ra tốc độ gấp hai lần vận tốc âm thanh, khó nhọc mới có thể tránh được bốn cây gai nhọn này. Chương 3690, trận văn trên vách núi. Cực cốt cảnh ra tay, hắn lại hoàn toàn không có khả năng thử một chút xem mình có thể đỡ được hay không. Hắn không chút do dự, đã lấy ra một lá cây dưỡng minh, ném về phía con ong chúa ong lá cây phát sáng hóa thành một cây kích lớn triển khai sát phạt cũng trong lúc đó đàn yêu ong vốn không có động tính gì cũng phát động công kích lao về phía lăng hàn trong bóng tối mờ mịt này nhiều dáng vẻ này khiến người ta nhìn thấy liền hoảng hốt dựa vào ngày hôm nay ra máu lớn lăng hàn lại ném ra một lá cây dưỡng binh muốn cứng rắn mở ra một đường máu hắn lao trước cướp mật bầy ong kéo tới mặc dù phần lớn đã bị lá cây dưỡng binh ngăn cản lại nhưng chỉ cần có một vài con cá lọt lưới cũng đủ khiến cho hắn đau đầu đau 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 hắn nghe răng đối mặt với công kích của hoán huyết cảnh khí lực của hắn cũng không đủ nhìn trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được đau đớn giống như bị kim đâm không quan tâm hắn liều mạng cướp lấy rất nhiều mật sau khi lấy được khoảng một phần ba lúc này hắn mới trốn vào trong dưỡng nguyên hồ lô hắn nhìn thân thể mình không khỏi nghe răng trên trang phục đều là từng lỗ thủng tất nhiên là bị yêu ong đâm xuyên qua hắn sẽ y phục xuống tiếp tục nhìn trên người hắn cũng chi chít những lỗ kim lưu lại vô số điểm đen ngòi của yêu ong lại có độc lang hàn lập tức cảm giác được đầu váng mắt hoa đây là hắn đã dùng một viên bách hóa đan trước đó nếu không hắn căn bản c không hống đỡ được tới lúc này đã sớm đã hôn mê tay hắn xuất hiện bách hóa đan nuốt vào đồng thời vận chuyển công pháp hầu ca tiến hành ép độc lần này hắn thật đúng là bị thương không nhỏ trong cơ thể lưu lại rất nhiều nọc ong thậm chí có khả năng uy hiếp đến sinh mệnh của hắn chỉ có điều thật may có bách hóa đan hắn lại tiến hành tự mình chữa trị đúng lúc hẳn không có vấn đề a à, hắn đột nhiên phát hiện trong cơ thể lại có một lực lượng đi ra cùng nọc ong chiến đấu hai bên đánh giáp lá cà hai bên bị trôn vùi từng điểm một lang hàn bất chợt kịp phản ứng đó là độc tố của ly hồn đan a à, lấy độc trị độc độc tố của ly hồn đan đang bị giảm xuống đây ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn lăng hàn không khỏi mỉm cười hắn nghĩ đến người chế luyện ly hồn đan cũng không ngờ được người chúng phải kịch độc như vậy còn có thể đi đâm đầu vào chỗ chết để cho yêu ong đốt chích. hắn dứt khoát ép xuống bí lực để độc tố ly hồn đan làm tiên phong đi đón đánh nọc ong hắn chỉ bảo vệ thân thể không để cho nọc ong khuếch tán theo độc tố ly hồn đan thấy đây là một mẫu ba phần đất của nó hiện tại có độc tố mới tiến đến nó cũng mặc kệ đây là có hại hay có lợi đối với lăng hàn dù sao muốn xâm chiếm địa bàn của nó tất nhiên coi như là giải dược phải toàn diện phản kích không thể không nói độc tố ly hồn đan rất cường hãn rất nhanh lại hóa giải được sạch sẽ nọc ong trong cơ thể bản thân chỉ là bị tốn chút thời gian ách không còn lang hàn chép miệng một cái vậy thì trở lại hắn ra khỏi dưỡng nguyên hồ lô lại đi cường đoạt mật chỉ có điều hai tấm phù binh lá cây đã dùng hết năng lượng sau khi hắn xuất hiện bất luận là con ong chúa hay yêu ong khác mục tiêu công kích đều là hắn. Lăng Hàn không chút do dự lại ném ra một lá cây dưỡng binh, sau đó bảo vệ mắt mũi tai, lại điên cuồng cướp đoạt. Đau đau đau, hắn quả thật muốn gào khóc, lại bị vô số ngòi ong đâm tới. Lần này trực tiếp cướp còn lại một phần ba mật, Lăng Hàn mới tiến vào dưỡng nguyên hồ lô. Hắn tiếp tục để cho độc tố của ly hồn đan đối đầu với nọc ong. Tốn 2 giờ, nọc ong cuối cùng đã hoàn toàn hóa giải. Độc của ly hồn đan lại bị hóa giải đi một ít. Tiếp tục như vậy, cũng không cần đi điều chế giải dược nữa. Trở lại, Lăng Hàn ra khỏi hồ lô, lúc này, hắn lao về phía chu quả cây, hắn bị điên cuồng công kích, nhưng Lăng Hàn hoàn toàn không để ý tới, chỉ lấy quả. Dù sao lại chỉ có hơn 10 quả, chuyện dễ dàng. Bình tĩnh hái xuống, hắn lại tiến vào dưỡng nguyên hồ lô, hắn chỉ cảm thấy hồ lô cũng bị trùng kích, từ lỗ thùng trên đỉnh đầu có thể nhìn thấy được, cảnh vật vẫn luôn biến hóa, nhưng bản thân ở trong đó lại hoàn toàn không có chút va chạm nào đủ thấy cái tốt của pháp khí không gian này. Thiên địa sinh dưỡng, tất nhiên càng kỳ diệu hơn. Những yêu ong có khả năng đoán được hắn trốn vào trong hồ lô, cũng có thể chỉ chút hả giận, mới bắt đầu phát công tấn công đối với hồ lô. Lăng Hàn không khỏi lo lắng, hồ lô này có thể chịu được sao? Thật may, hồ lô trước sau không dấu hiệu bị phá vỡ. Từ điểm đó mà nói, nếu so với Lăng Hàn lại có thể chịu đựng hơn nhiều. Sau một hồi lâu, bầy ong đã không tiếp tục dây dưa với hồ lô nữa, mà bắt đầu dọn nhà con ong chúa dọn đi mật dọn đi bọn chúng xem như đã sợ lăng hàn tuy rằng cây chu quả không mang đi được nhưng đã không có quả chỉ ít thật nhiều năm cũng không cần suy nghĩ tới lăng hàn không khỏi phiền muộn hắn còn chưa có hoàn toàn hóa giải độc của ly hồn đan các ngươi vội vàng chạy làm gì hắn ngồi xuống lại dẫn dắt hai loại độc tố đối đầu chỉ có điều hắn lập tức phát hiện độc ly hồn đan hình như đã phân tích ra cấu tạo của nọc ong ngay từ lúc đầu vẫn hai bên cùng chôn vùi nhưng đến cuối cùng lại có thể dung hợp nọc ong lớn mạnh chính mình lang hàn nhe răng vội vàng ăn vào bách hóa đan lại lấy bí lực của bản thân công kích nọc ong nhanh chóng hóa giải nọc ong cho dù là như vậy độc ly hồn đan vẫn cường đại hơn một phần người thật may là bỏ dở đúng lúc bằng không ly hồn đan rất có khả năng đạt được cường độ đỉnh phong ban đầu thậm chí sau khi dung hợp nọc ong độc tính phát sinh biến dị vậy lại càng khó hóa giải hơn khi hắn từ trong hồ lô đi ra ở đây đã trở nên vô cùng yên tĩnh. Ngoại trừ một ít thi thể ong ra, lại không có vật gì khác. Lăng Hàn đi tới bên bụi vây chu quả kia, hắn muốn xem thử có thể nhổ bảo thụ về trồng hay không. Tuy rằng nhất thời hắn không trông cậy được sẽ có quả ăn, nhưng đám ong chúa đã đi ra ngoài, vẫn cần rất nhiều bảo quả. A, à, thời điểm Lăng Hàn đang quan sát cây chu quả, lại có thể phát hiện trên vách núi đá phía sau cái cây này có trận văn. A, à, phía sau này lẽ nào sẽ là một di tích thượng cổ sao? Nhất thời tim Lăng Hàn đập thình thịch, nếu có thể thu được một ít bảo vật thượng cổ, không nói gì khác, chỉ cần phát hiện một vườn thuốc, hắn đã kiếm lời lớn. Chương 3691, yêu chuột, cái trận văn này vô cùng phiền phức, theo Lý Lăng Hàn không có khả năng phá giải, nhưng vấn đề là niên đại của nó thật sự đã lâu. Trận văn đã bị phai mờ ngoài chín phần, khiến cho uy lực không còn nữa. Trận văn thượng cổ đúng là rất lợi hại, cho dù tàn phá vẫn có thể phát ra uy lực, Lăng Hàn cảm thán nói hắn bắt đầu thôi diễn phá cái trận văn này như thế nào mở ra một góc để cho hắn có thể tiến vào lang hàn thử mọi cách phát hiện đối với hắn trận văn này gần như không có áp chế gì thật giống như hắn là một con tôm nhỏ trận văn lại là lưới cá lớn căn bản không cần nhầm vào hắn như vậy cũng dễ làm bởi vì trận văn tàn phá hắn có thể dùng lên một ít thủ đoạn bạo lực mạnh mẽ đánh tan trận văn cũng không cần lo lắng bị cắn trả lại như vậy sau một ngày hắn cuối cùng khiến cho một góc trận văn này hoàn toàn phai mờ thậm chí hắn có cảm giác hình như bản thân cái trận văn này đã phai mờ bởi vậy hai phương diện hợp lực khiến cho tốc độ nó tan vỡ nhanh hơn kkk đã bao nhiêu năm chuột ra cuối cùng mới trốn ra được một âm thanh đột nhiên từ bên trong thân núi chuyển ra dựa vào trong lòng lăng hàn thầm kêu một tiếng hỏng bét hắn hình như không phải đào ra được một di tích cổ đại mà là một lồng giam thứ hiện tại bị giam bên trong liền sắp thoát khỏi sự vây khốn đi ra. cho dù vẫn cách một tầng vách núi, hắn đã có thể cảm giác được tồn tại này cường đại đến mức thái quá. ầm, um, suy nghĩ còn chưa kết thúc, vách động đã bị phá vỡ, lộ ra một cái đầu lớn. đây là đầu của một con chuột, chỉ là lớn đến mức thái quá so với đầu người không có gì khác biệt. nhất thời áp lực giống như núi, lang hàn có một loại cảm giác không thở nổi. con chuột này quá cường đại, cũng không phải cực cốt cảnh thậm chí minh văn cảnh. Hình như một ý niệm liền có thể trấn áp giết chết hắn. Điều này nói rõ, con chuột này không chỉ cảnh giới cao, lực tinh thần cũng vô cùng đáng sợ. Chợt một chút, con yêu chuột này làm sao có thể mở miệng nói. Lăng Hàn chỉ thấy qua một con có thể nói là yêu thú. Đó là hầu ca, bằng không cho dù là con heo nhỏ háo sắc cổ quái cũng không có năng lực như thế. Hắn không chút do so dự, hai tay lật một cái. Phút phút phút, hắn ném ra ba cây cột, khóa lại chỗ cửa động con chuột mở ra. a à, tiểu hoa tử của nhân tộc sao, con yêu chuột này lộ ra vẻ khinh thường. Tiểu tử, người cho rằng ném ba cây cọc sắt hỏng này là có thể vây khốn được chuột ra sao. Thực sự quá ngây thơ rồi, nó ngửi một cái, lẩm bẩm thế nào bí lực thiên địa cần cỗi như vậy. Xem ra, mấy vị kia không thể phá hủy được căn cơ đại trận. Chỉ có điều, nếu chuột ra có thể đi ra, nói rõ đại trận này đã sắp tan vỡ. Đáng giận, với hoàn cảnh thiên địa như vậy, chuột ra cần bao nhiêu thời gian mới có khả năng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Nó nhìn về phía lăng hàn, lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ. Đã lâu không có mài răng qua, nếm thử mùi vị của nhân tộc. Ngày hôm nay thoát khỏi bị vây khốn, ngày tốt như vậy, vừa lúc nhấm nháp thịt người một chút. Nhân tộc, còn không mau mau đưa đầu lại gần, lăng hàn liên tục vận chuyển mấy lần công pháp hầu ca, cuối cùng tâm tình bình tĩnh xuống. Hắn cười nhạt, ngươi đi ra trước rồi hãy nói, ta không rảnh chơi với ngươi. Hắn xoay người, chạy ra. Con yêu chuột này cảnh giới cao, không cần nghĩ, ít nhất là minh văn cảnh, thậm chí là khai khiếu cảnh. Nghe giọng điệu của con chuột này, nó hình như đến từ thượng cổ, vẫn bị trấn áp. Hiện tại cuối cùng thoát khỏi sự vây khốn, thực lực của nó đương nhiên cao tới mức đáng sợ. Hiện tại võ đạo chỉ là sơ hưng, nhưng võ đạo văn minh đời trước tuyệt đối đạt tới một đỉnh phong. Hai bên phát sinh va chạm, tuyệt đối là võ đạo thời nay bị nát bấy. Muốn chạy Yêu chuột khinh thường nói, nó chợt giấy mạnh, đã từ trong vách đá chui ra. Cổ quái chính là, vách núi sau lưng nó lại thật giống như làm bằng nước, lỗ thủng dao động vài cái, lại có thể di chuyển, khép lại. A, à, yêu chuột phát hiện, nó vừa rơi xuống đất như thế, phía trước lại là một mảnh xương mù trắng xóa, đâu còn có bóng dáng của Lăng Hàn. Lại là một mê viễn trận, yêu chuột a à một chút, sau đó hử lạnh, chỉ là ba cây trận cơ mà thôi, cái này cũng có thể vây khốn chuột ra sao? hai mắt nó phát sáng màu đỏ giống như lửa trực tiếp chiếu qua sương mù dày đặc vù nó chỉ là nhảy một cái lại từ trong vòng vây trận cơ nhảy ra ngoài sau đó nó mở miệng hút một cái nhất thời hình thành kình phong đáng sợ lang hàn chỉ cảm thấy dưới chân thoáng chuyển động thiếu chút nữa đã bị hút trở lại hắn vô cùng kinh ngạc vội vàng lại ném ra một lá cây dưỡng binh về phía yêu chuột hắn tranh thủ một cơ hội này lại chạy đi như điên phi toa bộ được triển khai hắn liều mạng chạy Yêu chuột rũi ngón tay rạch một cái, phù binh nhất thời bị chém lui lại phía sau mấy trượng. A, à, lực lượng của chuột ra lại có thể giảm xuống đến một bước lớn như vậy. Ngay cả phù binh cực cốt cảnh cũng không có cách nào tiêu diệt được. Yêu chuột phát ra tiếng kêu kinh ngạc, đáng giận, cuối cùng lại để cho nhân tộc này chuồn mất. Cũng được, tạm thời khôi phục thực lực trước đã. Chỉ cần khôi phục, hoàn cảnh thiên địa lấy hiện tại, lại có tồn tại nào địch lại được chuột ra. Đến lúc đó, nhân tộc này cũng trốn không thoát hắc hắc thiên phú thần thông của chuột gia chính là đào động một khi chạy ra vậy tất cả tạo hóa đều là của chuột da năm xưa nơi này có một hoàng triều vô cùng cường đại tuy rằng bị diệt nhưng tin tưởng sẽ có thật nhiều thứ tốt lưu lại nếu như chuột da có thể nhận được một chút tạo hóa cho dù chỉ là một quyển công pháp cũng đủ cho chuột da quật khởi lăng hàn chạy như điên một đường không biết đụng phải bao nhiêu cây cột đá thật may hắn ra thô thịt dày kết quả bao giờ cũng là cột đá gãy hắn cơ bản bình yên vô sự. Sau khi chạy một hồi lâu, hắn cuối cùng khẳng định, con yêu chuột kia cũng không đuổi theo. Hắn thả chậm bước chân, không tiếp tục triển khai phi toa bộ nữa, nhưng tốc độ vẫn rất nhanh. Trong lòng của hắn dâng lên vô số nghi vấn, rất rõ ràng, chỉ là phá một trận pháp, thế nào nhận được lại không phải là bảo vật, mà là chạy ra một con yêu chuột. Mấu chốt là, con yêu chuột này còn không phải là yêu thú duy nhất bị chân áp. Bên trong còn nữa, chỉ là con yêu chuột này biết đào độc, cho nên chạy ra trước. Chương 3692, báo cáo lên trên một. Khó trách ở thời điểm hắn phá trận, cảm giác bản thân trận pháp đang tan rã. Hóa ra là con yêu chuột này đang nội ứng ngoại hợp. Nói cách khác, cho dù không có Lăng Hàn hỗ trợ, con yêu chuột này cũng sẽ thoát khỏi sự vây khốn. Chỉ là thời gian sẽ muộn hơn một chút, nhưng nói vậy, lại không người nào biết chuyện này. Lăng Hàn chạy ra khỏi hang động, bắt đầu gia tăng tốc độ, một đường giống như bão táp. Chỉ có điều, hắn còn không có chạy tới chỗ không hạp, mặt trời đã ban đầu lên cao. Làm một cuồng nhân tu luyện, Lang Hàn lập tức dừng bước, bắt đầu tu luyện. Hắn tin tưởng đã sớm bỏ rơi con yêu chuột kia, cho nên không cần giành giật nửa canh giờ này. Khi hắn muốn thu công, lại nhận được một đạo mây tía. Như vậy Lang Hàn có thể khẳng định, mây tía chỉ có thể hấp thu được ở trong núi. Bởi vì trước đây, lúc hắn ở trong hang động tu luyện cũng không hấp thu được loại năng lượng chất lượng cao này, vì sao ở trong thành thị lại không có ở trong truyền thuyết cổ đại tiên nhân đều ở trên núi lẽ nào chính là để hấp thu loại năng lượng tầng thứ càng cao hơn này sao lang hàn suy nghĩ một chút lấy ra mấy khối mật cóng trên người giả vờ giả vịt sau đó tiếp tục đi tới không lâu sau đó nhìn thấy không hạm lang hàn thời điểm nhìn thấy được hắn nhân viên định quốc lập tức lớn tiếng kêu lên trên mặt có một sự thoải mái giống như chút được gánh nặng hắn đương nhiên không nhớ lang hàn tuy rằng như vậy có thể khiến cho hắn độc chiếm ba tờ phương pháp luyện đan bản cải tiến nhưng hắn tin tưởng cùng lăng hàn hợp tác sẽ thu được lợi ích lớn hơn nữa lăng hàn nhảy một cái lên không hạng nói đi mau đi mau người cũng đã trở về còn gấp gáp như vậy làm cái gì đường duyệt cười nói lăng hàn nghiêm nét mặt nói khởi động không hạm trước ta sẽ chậm rãi giải, giải thích một người mục tiêu rất nhỏ nhưng không hạm lại lớn thấy hắn nghiêm túc như vậy bốn người hiên viên định quốc đều nghiêm mặc lại vội vàng sai người khởi hành. Lăng Hàn, đã xảy ra chuyện gì?" Tần Tinh Hỏa hỏi, Lăng Hàn nhìn về phía dưới, trầm giọng nói: "Ta hình như đã thả một con đáng sợ." "Có ý gì?" Bốn người đều truy hỏi. Lăng Hàn liền nói sơ qua một lần những gì hắn trải qua mấy ngày qua, nhưng che giấu bí mật về Dưỡng Nguyên Hồ Lô. Hắn chỉ nói vận khí của hắn tốt, một đường ẩn nấp, đi tới sâu bên trong hang động, hái được mấy quả chu quả, còn cướp được một ít mật. Đương nhiên hắn dựa vào là lá cây Dưỡng Binh cái này dù sao đã không phải là bí mật gì. sau đó hắn nói đến phá giải một trận pháp, thả ra một con yêu chuột. ngươi còn hiểu trận pháp? bốn người hiên viên định quốc đều nhìn chầm chầm vào lăng hàn, vẻ mặt kinh ngạc. a, à, phương hướng các ngươi kinh ngạc sai rồi. ta đang nói với các ngươi về chuyện yêu chuột. ta quả thực biết một chút về trận pháp. chỉ có điều, trời ạ, à, người tinh thông đan đạo còn có thể biết trận pháp? người thế nào không lên trời đi? hiên viên định quốc nôn mửa nói, cái gì? còn biết luyện đan ba người tần tinh hỏa càng chấn động kinh ngạc hơn bọn họ nhìn hiên viên định quốc một chút lại nhìn lăng hàn một chút hiên viên định quốc lúc này mới ý thức được mình nói lỡ miệng vội vàng cười ha ha a à, ngày hôm nay thời tiết tốt hiên viên không nên nói lảng, ân tú tinh nũng nịu nói yêu tinh này vừa mở miệng hiên viên định quốc đã biết mình lừa gạt không được bởi vì công phu quấn người của nàng lại là cấp tông sư hắn nói sơ qua ta cùng với Lăng Hàn hợp tác mở một cửa hàng đan dược. Chỉ đơn giản như vậy thôi." Tần Tinh Hỏa cười nói, vẻ mặt cũng không tin, nếu như Lăng Hàn chỉ hiểu chút đan đạo, hiên viên định quốc cần phải cùng hắn hợp tác mở cửa hàng thuốc sao? Lăng Hàn thở dài, "Các ngươi không nên nói sang chuyện khác, trọng điểm, trọng điểm, con yêu chuột này vô cùng cường đại, tuy rằng trạng thái còn đang suy yếu, nhưng cho ta cảm giác tuyệt đối vượt qua Minh Văn Cảnh." Hắn nghiêm nghị nói, lúc này lực chú ý của bốn người tần tinh hỏa cuối cùng đã quay trở lại. Tờ cả đều nghiêm mặt, ngươi xác định, xác định, Lang hàn gật đầu, theo ý tứ của ngươi, nếu như con yêu chuột này khôi phục thực lực, có khả năng còn không chỉ là tu vi minh văn cảnh. Đường duyệt hỏi, không phải chỉ vậy, lăng hàn tiếp tục gật đầu, sau đó hỏi ngược lại. Các ngươi có từng nghe nói tới yêu thú minh văn cảnh có thể mở miệng thốt ra tiếng người chưa? Bốn người đều lắc đầu, tuy rằng trên trời dưới đất, Hiện nay chỉ có Thánh Hoàng Bệ là người bước vào khai khiếu cảnh, nhưng cường giả minh văn cảnh vẫn không ít. Trong đó bao gồm một ít yêu thú trong núi lớn Nguyên Thủy. Trọng trách của bốn đại soái chính là chấn thủ biên thủy, đề phòng những yêu thú dẫn theo số lượng lớn xâm chiếm huyền Bắc Quốc. Nhưng từ trước tới nay chưa từng nghe nói qua yêu thú Minh Văn Cảnh có thể nói tiếng người. Trên lý thuyết mà nói, thực lực của con yêu chuột này rất có khả năng ở trên Minh Văn Cảnh. Yêu thú khai khiếu cảnh, a à, trong thiên hạ này chỉ có một mình thánh hoàng bệ hạ có thể chân áp. Yêu thú như vậy nếu như xuất thế sẽ tạo thành phá hủy đáng sợ tới mức nào. Lập tức trở về đế đô, bẩm báo tin tức, không hạm tăng nhanh tốc độ lao đi, quay về đế đô. Thời gian hơn 6 ngày, bọn họ liền trở về đế đô. Bốn người hiên viên định quốc lập tức đi bẩm báo trưởng bối trong nhà từng người. Chuyện này quá mức trọng đại, chỉ là thời gian nửa ngày, Lăng Hàn đã bị cấm về quân mời ra khỏi học viện, tiến vào Hoàng Cung hoàng cung chẳng những là chỗ ở của hoàng đế và hậu cung của hắn còn là trung tâm xử lý chuyện lớn quốc gia cho dù hoàng đế hiện nay đang bế quan nhưng xử lý chính vụ chỉ có thể ở thượng thư phòng của hoàng cung nói thêm một câu ngoài lề hoàng đế hiện nay không chỉ vũ dũng chắc tuyệt hậu cung này cũng mở đến vô cùng kinh người thống kê sơ lược cũng có mấy trăm phần lớn đều là kết quả của hòa thân huyền bắc quốc quật khởi chinh phục mỗi một quốc gia mỗi một tộc quần vì ổn định những quốc gia và tộc quần này Hòa thân đương nhiên là biện pháp đặc biệt tốt. Điều này cũng làm cho số lượng hoàng tử, hoàng nữ của Huyền Bắc quốc kinh người, cũng phải lấy con số hàng trăm. Năng lực sinh, đặc biệt có thể sinh, Lang Hàn ở dưới sự chỉ dẫn của cấm vệ quân, tiến vào hoàng cung. Sau khi đi một hồi, trước mặt có hai người đi qua. Một là nam tử trẻ tuổi mặc khôi giáp toàn thân, tướng mạo anh tuấn, toàn thân cũng anh khí bừng bừng. Chương 3693, báo cáo lên trên hai cổ hạng minh, người còn lại chính là nữ tử, thiên kiều bá mị, khí chất cao nhã. Người này Lăng Hàn cũng nhận ra, chính là con gái thành chủ hổ cứ thành ban đầu, phong nhược tiên. Thật đúng là trùng hợp, sau khi nhìn thấy được Lăng Hàn, sắc mặt cổ hạng minh lập tức biến đổi, có chút phức tạp. Hắn không thích Lăng Hàn, đã từng muốn ra tay đối phó. Nhưng còn không có động thủ, Lăng Hàn đã tiến vào học viện đế đô. Điều này vượt ra khỏi phạm vi chức quyền của hắn, hắn muốn đưa tay cũng sờ không tới tiếp theo hắn còn không có nghĩ ra biện pháp gì tốt lại nghe nói chuyện lăng hàn đánh bại hồ dương hắn tất nhiên biết hồ dương là ai cao thủ hoán huyết ngũ biến mạnh mẽ hơn hắn nhưng cao thủ như vậy lại ba lần thua ở trong tay lăng hàn lần đầu tiên lần thứ hai còn có thể nói là có nguyên do nhưng lần thứ ba này chính là từ đầu đến cuối thất bại thảm hại thực lực thua kém điều này làm cho cổ hạng minh hoàn toàn mất hết dục vọng báo thù hắn chỉ có tam biến làm sao có thể địch nổi lăng hàn Bây giờ thấy Lăng Hàn xuất hiện ở trước mặt mình, trong lòng hắn tất nhiên giống như ăn phải con ruồi, buồn nôn, khó chịu. Phong Nhược Tiên lại lộ ra một vẻ giận dữ, nàng dĩ nhiên tức giận, thủ hạ của phụ thân năm xưa, hiện tại lại trở mặt không nhận người. Ngay cả nàng ra lệnh cũng không nguyện ý nghe theo. Bạch Nhãn Lang à, Bạch Nhãn Lang, Lăng Hàn cứu nàng, theo nàng là chuyện đương nhiên, đây không phải là chuyện của thuộc hạ sao? Nhưng Lăng Hàn muốn một mình bay đi, cái này lại khiến cho nàng bất mãn, coi là phản bội. Nàng không cho phép phản bội. Lăng Đại ca, Phong Nhược Tiên nở một nụ cười nhạt, ôn nhu lại mỹ lệ, hoàn toàn không lộ ra ý nghĩ trong lòng. Lăng Hàn ôm quyền thi lễ một cái. Phong tiểu thư, đều đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi Nhược Tiên là được. Phong Nhược Tiên giả vờ bất mãn nói, "Ha ha." Trong lòng Lăng Hàn thầm cười lạnh, hắn tất nhiên sẽ không cho rằng Phong Nhược Tiên sẽ không gặp mặt mình nữa. Còn nguyên nhân đối phương làm như thế chính là nàng muốn mượn đao giết người có người nói có vài vị hoàng tử đều cảm thấy hứng thú đối với nàng. Nếu như truyền ra bản thân và phong nhược tiên có quan hệ thân mật, thậm chí tin tức mập mờ, những hoàng tử kia lại sẽ như thế nào? Rất có khả năng tức giận tới nhầm vào hắn, cha mẹ sinh con trời sinh tính, mỗi người đều không giống nhau. Huống gì hiện nay thánh hoàng sinh hơn trăm nhi tử, đâu có thể nào mỗi người đều là anh tài. Nữ nhân này, lòng dạ thật đúng là đen tối, lăng hàn liếc mắt một cái, liền thấy ngay dụng tâm của phong nhược tiên dù sao hắn sống hơn một kỷ nguyên không có khả năng sống uổng phí hắn cũng không vạch trần chỉ thản nhiên nói trên dưới có sự khác biệt phong tiểu thư sau này có thể phải gả vào thiên gia tại hạ vẫn duy trì cách xưng hô cung kính là được phong nhược tiên cứng người lại nàng không nghĩ tới lăng hàn dầu muối không nhận như thế lăng công tử nghị sự trưởng đại nhân còn đang chờ ở thượng thư phòng cấm vệ quân dẫn lăng hàn tiến vào nói hắn lại gánh không nổi trách nhiệm này lăng hàn gật đầu nói phong tiểu thư sau này còn gặp lại hắn không tiếp tục để ý tới phong nhược tiên đi nhanh về phía trước theo phong nhược tiên biểu hiện này lại là một bất kính lớn đối với mình khiến cho căm hận của nàng đối với lăng hàn lại tăng lên một phần gương mặt nàng che kín một tầng u ám nhìn qua có vài phần kinh người trong mắt cổ hạng minh nhìn thấy không khỏi thoáng lộ ra một nụ cười lạnh xem ra hắn có hy vọng báo thù rồi lăng hàn ở dưới sự hướng dẫn nơi của cấm vệ quân này rất nhanh lại đi đến thượng thư phòng cốc cốc cốc, cấm vệ quân này gõ cửa một cái, tiến vào, bên trong truyền ra một giọng nói trầm thấp, cấm vệ quân này đẩy cánh cửa ra, sau đó làm một tư thế mời. lang Hàn đi nhanh vào trong, nơi đây mặc dù được gọi là thư phòng, nhưng trên thực tế cực kỳ lớn. Quả thực giống như cung điện, ngồi phía sau một chiếc bàn cực lớn là một nam tử thân mặc trường bào màu đỏ thắm, nhìn qua dáng vẻ đại khái bảy tám chục tuổi. Tuy rằng tóc đã có chút hoa dâm, nhưng da lại hồng nhuận trơn nhẵn đến khác thường muốn nói hắn mới chỉ có bốn năm mươi tuổi, chỉ sợ cũng có người tin tưởng. Đây là nghị sự trưởng đương triều, Dương Bách, cường giả cấp bậc minh văn cảnh. Dương Bách đang xem thứ gì đó, cũng không để ý tới Lăng Hàn. Mãi một lát sau, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lăng Hàn. Xoạt, thật giống như hai tia chớp xẹt qua, đâm vào mắt khiến người ta đau đớn. Người chính là Lăng Hàn. Dương Bách dừng động tác trong tay lại, tại hạ chính là Lăng Hàn. Lăng Hàn hơi khom lưng hành lễ, đây là tôn trọng đối với cường giả ở đây cũng chỉ có hai người hắn và dương bách ngay cả một người hầu cũng không có dương bách dừng một chút mới nói ngươi lại nói cặn kẽ một lần chuyện có liên quan đến yêu chuột này lăng hàn gật đầu bắt đầu nói từ đầu tới cuối chuyện này hắn đã nói một lần hiện tại lặp lại lần nữa đương nhiên càng thông thuận hơn nữa đây vốn chính là một chuyện thật chỉ là che giấu có chút chi tiết mà thôi dương bách lộ ra vẻ nghiêm nghị ngươi quả thật xác định khí tức của yêu chuột này không kém gì bản tỏa. ầm, um, hắn phóng ra khí tức của bản thân, giống như muốn lật biển, đáng sợ vô cùng. sắc mặt lang hàn trắng bệch, khí tức minh văn cảnh thực sự quá cường đại, chỉ có điều hắn chịu được. hắn gật đầu nói, không sai, khí tức của con yêu chuột này tuyệt không kém gì đại nhân. hơn nữa nó vẫn còn ở trạng thái suy yếu, đợi sau khi khôi phục sẽ phải càng cường đại hơn. Dương Bách dùng ngón tay gõ bàn nói. Thánh Hoàng Bệ Hạ sớm có tiên đoán, trong vực sâu các ngọn núi lớn chân áp yêu thú cường đại. Chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có con thoát khỏi sự vây khốn. Quá sớm, Thánh Hoàng Bệ Hạ còn chưa hoàn thành đột phá. Hắn dừng một chút, nói. Lăng Hàn, tuy rằng phong ấn là do người phá hỏng, nhưng người phát hiện chuyện này cũng có công lớn. Bản tọa sẽ ghi nhớ cho ngươi. Lăng Hàn gật đầu, cảm ơn đại nhân, đi đi, Dương Bách phất tay một cái. Lăng Hàn rời đi, hắn trở lại học viện. Hiện tại cách năm mới chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã qua vô số năm mới, nhưng lần này hiển nhiên có ý nghĩa khác nhau so với trước kia. Bởi vì đây là năm mới đầu tiên vượt qua ở trong thế giới mới. Đáng tiếc, không có đám người nữ hoàng làm bạn. Chương 3694: Tai nạn và rắc rối lại xảy ra. Hiên Viên Định Quốc đưa tới cho Lăng Hàn mấy khối mật. Đây là hắn thu hoạch được tầng thứ nhất của hang động. Nhưng Lăng Hàn cũng không nhận, thứ nhất hắn có càng nhiều mật hơn, chất lượng càng cao hơn thứ hai hắn không muốn thiếu nợ nhân tình của hiên viên định quốc chỉ có điều hắn vẫn cùng hiên viên định quốc hàn huyên một chút bởi vì bản cải tiến bổ khí đan bí lực đan và tham mạch đan đều đã tiến vào đường dây tiêu thụ bình thường kinh doanh vô cùng thịnh vượng không sợ những đan sư này mang theo phương pháp luyện đan tự lập môn hộ sao đương nhiên không sợ có tấm chiêu bài hiên viên đại soái này có đan sư nào dám vi phạm hiệp nghị lang hàn bắt đầu sinh hoạt đại phát tài cũng khiến cho hắn có đầy đủ tiền đi mua nguyên liệu chế tạo trận pháp trung cấp, cao cấp. Hắn phải nâng cao tiêu chuẩn trận đạo một chút, hắn ở trên bình đài giao dịch mua mấy bộ trận pháp trung cấp. Như Hoa Thành cũng đã truyền tất cả trận văn cơ sở, trung cấp, cao cấp cho hắn. Với những gì sẵn có, hắn chỉ cần học tập dung hợp trận văn như thế nào là được. Đây mới là chỗ khó khăn nhất, biến hóa vô cùng. Một người sử dụng hết tinh lực, khả năng của cả đời cũng không có cách nào thôi diễn ra toàn bộ biến hóa. Nhưng điều này đối với Lăng Hàn mà nói, ngược lại chỉ là chuyện nhỏ. Lực tinh thần vẫn không có tăng lên, là một chuyện. Nhưng năng lực ghi nhớ của hắn lại tốt đến kinh người. Năng lực thôi diễn cũng cường đại không gì sánh được, chỉ là thời y gian không thể quá dài, lấy lực tinh thần của hắn trước mắt vẫn chống đỡ không nổi. Trong trận pháp trung cấp đương nhiên cũng có giúp đỡ hoán huyết cảnh tu luyện. Cái này gọi là bách càn trận, cũng tiêu hao hạt ngọc làm nguồn gốc năng lượng nhưng trợ giúp lại to lớn kém xa so ra trận thế cường hào ở thông mạch cảnh dù sao cảnh giới càng cao nâng cao càng khó cho dù hoán huyết cảnh vẫn có giai đoạn võ đạo sơ cấp điều này cần dùng đến tổ hợp giữa trận văn sơ cấp và trận văn trung cấp vừa có dung hợp một với một cũng có dung hợp một với nhiều còn có dung hợp nhiều với nhiều độ khó khắc họa sẽ theo đó tăng lên chỉ là ba ngày mà thôi lăng hàn đã hoàn toàn nắm giữ trận pháp này cũng làm ra trận cơ hắn đã sử dụng trận pháp này bắt đầu tu luyện. Về phương diện khác, đan dược cũng có thể giúp hoán huyết cảnh tăng nhanh tu luyện, tồn tại cùng loại bí lực hoàn, đến hoán huyết cảnh được gọi là bí lực hoàn trung cấp, nhưng nguyên liệu cần thiết để chế luyện lại hoàn toàn khác nhau. Theo thường lệ, Lăng Hàn lại bắt đầu cải tiến bí lực hoàn trung cấp. Muốn ăn, vậy khẳng định phải ăn loại tốt nhất, lại trong lúc hắn vùi đầu khổ luyện, năm mới đúng hạn tới. Đế đô một mảnh náo nhiệt, qua năm mới, bất luận là đại quan quý nhân, hay bách tính bình thường, đều tạm thời buông gánh nặng sinh hoạt hưởng thụ vài ngày vui mừng khó có được nhưng mà năm mới ở nơi này lại phát sinh thêm nhiều sự kiện khủng khiếp có vài tòa trấn nhỏ bị san bằng không để lại một người sống sót bởi vì là chuyện đã xảy ra trước sau năm mới ngay từ lúc đầu chỉ biết là mạng lưới cắt đứt mãi đến khi dân ở trấn gần đó đi qua mới phát hiện thảm kịch tin tức truyền quay lại đế đô khiến cho mọi người xôn xao hiện nay thánh hoàng uy trấn thiên hạ cho dù là yêu thú cường đại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rời khỏi lãnh thổ một nước không dám xâm chiếm đã bình an từng nhiều năm như vậy nhưng đầu tiên là hồ cứ thành bị thú triều diệt thành hiện tại lại xuất hiện thảm kịch như vậy đến cùng là thế nào điều này không thể nghi ngờ đã ảnh hưởng tới bầu không khí năm mới nhưng rất nhanh lại có một tin tức truyền ra khiến người ta phấn chấn thánh hoàng xuất quan đột phá sao không có ai biết thánh hoàng không nói gì ai lại hỏi nhất thời tất cả người trong thiên hạ đều chấn tĩnh lại. Ở trong lòng của mỗi người, đều có một ý nghĩ bền chắc không thể phá được. Đó chính là chỉ cần Thánh Hoàng hiện nay chấn thủ, bất kỳ yêu quái quỷ quái nào cũng đừng hòng mơ tưởng xâm chiếm huyền Bắc Quốc. Lang Hàn không chú ý nhiều, năm mới vừa qua, cuộc thi đấu của Tổng hội trận đạo lại sắp bắt đầu. Hắn quyết định đi chứng thực trận Pháp Sư, ngoài dữ liệu của hắn, chuyến này vô cùng thuận lợi, không gặp phải nhị thế tổ mắt không mở nào, cũng không có gặp phải người gọi là thiên tài trận đạo mắt cao hơn đầu. Hắn thuận thuận lợi lợi thông qua chứng thực, trở thành một trận sư chính thức thứ 4.200 của huyền Bắc Quốc. Được rồi, tiếp theo chính là chuẩn bị trận thi đấu trận sư lớn. Trên lý thuyết, các thành thị đều chỉ có thể đưa một trận sư đến đây tham gia thi đấu. Nhưng Tổng hội đế đô lại không có cái giới hạn này. Chỉ cần là được Tổng hội chứng nhận, liền có tư cách tham dự. Dĩ nhiên, còn có một điều kiện rất quan trọng, đó chính là tuổi phải ở dưới 30. Kỳ hạn một tháng lang hàn cho hoán tuyết đã qua, tiểu thị nữ hoàn toàn không có hy vọng thăm dò đến ẩn mạch. Lang hàn liền để cho nàng đột phá hoán huyết cảnh, cũng cho nàng hai viên chu quả. Ở 12 mạch mà nói, thật ra một viên chu quả đã đủ rồi. Nhưng ai bảo lăng hàn tài lớn khí thô, trực tiếp cho hai viên. Một viên đã đủ, tất nhiên là hay nhất, thêm một viên là đề phòng nếu chẳng may xảy ra. Tin tức thôn trấn bị hủy vẫn thỉnh thoảng truyền đến, hơn nữa từ khoảng cách có thể thấy, kẻ cầm đầu gây hỏa hình như đang tiến về phía đế đô. Điều này làm cho Thánh Hoàng tức giận, vừa lúc Hoành Thiên Đại Soái quay về đế đô Trần Thuật lại điều tra về chuyện ở Hồ Cứ Thành, Thánh Hoàng liền phái ra Hoành Thiên Đại Soái đi vào bình loạn. Ngày thứ sáu vừa qua năm mới, Lăng Hàn lại đi tới Tổng hội trận đạo. Hắn đã báo từng tên, ngày hôm nay chính là tới tham gia thi đấu. Lăng Hàn, một âm thanh tràn ngập kinh ngạc vang lên ở sau lưng Lăng Hàn. Nghiêm Tuấn, thế giới nhỏ như vậy sao? Lăng Hàn lập tức bừng tỉnh. Nghiêm Tuấn vốn chính là thiên tài trận đạo của Hổ Cứ Thành, cùng Thác Bạt Thiên Hoang, Trung Dương tất được gọi là Tam Kiệt. Cho nên hắn phải là người được Hổ Cứ Thành tiến cử đi ra, tham gia tranh tài trận đạo. Hắn lại không biết, bởi vì Như Hoa Thanh nhúng tay, Cố Thiên Hoa đã có ý định khiến cho Lăng Hàn thế thân, nhưng còn chưa kịp báo lên, Hổ Cứ Thành lại phát sinh thú chiều. Nghiêm Tuấn xì một tiếng, nói, ngươi tới nơi này làm gì? Lăng Hàn mỉm cười, Nghiêm Tuấn mua người giết người, khoản nợ này hắn còn không có tính toán với đối phương. Chỉ là hắn căn bản không có để nghiêm tuấn vào mắt, bởi vậy tất nhiên không cần hung thần ác sát. Sau này tìm một cơ hội giết chết là được, chương 3695, đánh bay. Thế nào, đây là thành do nhà ngươi mở sao? Hắn thản nhiên nói, đừng tưởng rằng ngươi ở trên võ đạo có chút thành tựu, có thể tới tổng hội trận đạo dương oai. Nghiêm tuấn hừ một tiếng nói, nhìn như xem thường, thật ra không biết có bao nhiêu đố kỵ. Trước đây Lăng Hàn đuổi thác bà Thiên Hoang xuống khỏi thần đàn, chiếm lấy vị trí, vậy cũng không có ảnh hưởng tới danh tiếng của hắn, Trung Dương Tất. Dù sao ba người chính là đại biểu cho phương hướng khác nhau. Nhưng sau khi đi tới đế đô, hắn tuy rằng vẫn có thể được xem như là nhân tài, lại mất đi vòng ánh sáng thiên tài. Đế đô ngọa hổ tàng long, thiên phú của hắn ở trong đám người tuổi trẻ lại không tiến được vào danh sách 10 người đứng đầu. Nhưng mà Lăng Hàn thì sao? Ba lần đánh bại Hồ Dương, cường thế quật khởi, đã có danh xưng là hồng thiên bộ thứ hai. hồng thiên bộ yêu nghiệt kia đối mặt với người kia, cho dù là nghiêm tuấn cũng phải quỳ xuống viết một chữ phục. bởi vì hồng thiên bộ còn là thiên tài trận đạo, đã sớm lấy được tư cách trận sư cao cấp, rất có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn nữa sẽ tiến thêm một bước trở thành cấp tông sư. toàn bộ huyền bắc quốc có bao nhiêu tông sư trận đạo? hai, cho nên người xứng được gọi là hồng thiên bộ thứ hai sao? lang hàn nhìn nghiêm tuấn. Đối với suy nghĩ của hắn, Lăng Hàn tất nhiên đều nhìn thấy rõ ràng. Trên thực tế, nếu như địa vị của hắn bây giờ là 100, vậy nghiêm tuấn nhiều lắm chính là 7 hoặc là 8. Hai người hoàn toàn không ở trên một đường ngang, hắn hoàn toàn không cần tức giận, tìm cơ hội giết chết là được. Ngươi là ai, có tư cách gì ngăn cản ta? Hắn bình tĩnh hỏi, hừ, ngày hôm nay lại ngày lớn của ta tại Tổng hội trận đạo. Ngươi một người ngoài tới đây làm cái gì? Nghiêm tuấn lãnh đạm thản nhiên nói. Hắn biết mình đã bị Lăng Hàn bỏ qua một khoảng cách, nhưng có thể vào lúc này cho Lăng Hàn chút nhãn thuốc, cũng có thể khiến cho trong lòng hắn thoải mái hơn một chút. Cãi nhau cái gì, không biết hôm nay là ngày nào sao? Một nam tử trung niên đã đi tới, trên mặt lộ vẻ không vui. Ra mắt Chu đại sư, Nghiêm Tuấn vội vàng cung kính hành lễ. Đối phương là một trận sư trung cấp, tuy rằng hắn sau này nhất định có thể vượt qua, nhưng hắn mới đến, cũng sợ bị người ta gây khó dễ, đành phải hạ thấp phong thái. Tên nam tử trung niên này tên gọi là Chu Thân, mặc dù là trận sư trung cấp, nhưng tính tình lại vô cùng hẹp hòi. Hắn gật đầu, nhìn về phía nghiêm tuấn cười, người trẻ tuổi này sau này sẽ có thành tựu rất lớn. Hắn cũng không muốn đắc tội, ra hỏa kia muốn cứng rắn xông qua, nghiêm tuấn lập tức quay đầu lại, chỉ qua về phía lăng hàn. Chu Thân nhìn về phía lăng hàn, khóe miệng thoáng lộ ra một nụ cười giễu cợt, nói. Người trẻ tuổi, người cho rằng nơi này là địa phương cho người xem náo nhiệt sao. Hắn chỉ cho rằng Lăng Hàn nghe nói hôm nay Tổng hội trận đạo muốn tiến hành thi đấu, cho nên mới qua xem. Lăng Hàn lắc đầu, nói, hai người các người tự quyết định, thế nào lại không có suy tính một chút tới sự thông minh của mình. Trước đó hắn qua chứng thực trận sư, lại có thể không gặp phải một chút phiền phức nào, khiến cho hắn không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào vòng ánh sáng cừu hận của mình đã biến mất? Nhưng ngày hôm nay có thể nhận được chứng nhận, năng lực kéo thù hận hắn vẫn đạt tiêu chuẩn nhất định gần như không cần mở miệng là có thể khiến cho người ta toàn lực phản đối đã như vậy lại tới chiến đấu cho nên lăng hàn cứng rắn oán giận trở lại sắc mặt chu thân không khỏi tối sầm lại hắn chỉ cảm thấy ngực cũng có chút khó chịu lời này cũng quá độc ác khiến hắn khó chịu ngươi 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 hắn chỉ vào lăng hàn hận không thể xông lên bóp cổ lăng hàn lăng hàn mỉm cười sức chiến đấu của mình trước sau vẫn như một sau này có phải nên suy nghĩ luyện một môn kỹ xảo gào hay không vừa bắt đầu lại lớn tiếng mắng một hồi, kinh thiên động địa. Không động thủ đã có thể khiến cho đối thủ nằm xuống. Tránh ra, tránh ra, hắn phủi một cái tay, tiếp tục khai hỏa, chó tốt không cản đường, không phải ngay cả quy củ tối thiểu nhất cũng không hiểu chứ. Người thật to gan, trên trán chu thân đã có gân xanh giật mạnh, trong lỗ mũi hình như muốn phun ra cơn tức, nói. Ngươi là ai, nói mau, ngươi là ai, nản tọa nhất định sẽ khiến ngươi quỳ đủ một ngày một đêm. Hắn gọi là lăng hàn. Nghiêm Tuấn nắm lấy cơ hội, lập tức nhảy ra nói. Lăng Hàn, Chu thân có phần sướng sờ, hắn hình như nghe nói qua tên này ở nơi nào đó. Thôi đi, không cần quan tâm, một người trẻ tuổi còn chưa tới 20 tuổi, có thể có danh tiếng gì. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quy xuống, bằng không ta sẽ khiến cho ngươi hối hận. Hắn uy hiếp nói, Lăng Hàn cũng không giải thích, chỉ lặng lẽ mở ra công năng ghi âm của quang não, sau đó nói. Chu đại sư đúng không? Ngươi không phân biệt tốt xấu, vừa bắt đầu đã nói lời uy hiếp. Điều này phù hợp với thân phận của ngươi sao? Thì tính sao? Bản tọa nhìn ngươi thấy khó chịu, lại muốn dẫm lên ngươi, ép ngươi, ngươi có thể thế nào? Chu thân rất trâu bò ép nói. Lăng Hàn mỉm cười, thản nhiên nói. Ngươi sẽ không sợ ta có bối cảnh gì kinh người, dẫm đạp ngươi thành phân sao? Sát, ra hỏa thật thô tục, Chu thân ngược lại quả thực lộ ra một tia do dự. Đế đô có rất nhiều nhị thế tổ địa vị kinh người hắn lại giống như đã từng nghe nói tới tên của đối phương chẳng lẽ lại thật sự là hậu đại một nhà hào môn nào đó hắn bắt nạt kẻ yếu cũng không muốn đắc tội hào môn nhà ai chỉ là lại có hào môn nhà ai họ lăng chu đại sư gia hỏa này là dân chạy nạn của hồ cứ thành nghiêm tuấn ở một bên vạch trần nói hắn làm sao có thể để cho chu thân bị dọa lui tuy rằng thời gian trung đụng không nhiều lắm nhưng hắn lại biết chu thân gặp phải người yếu hơn so với chính mình sẽ vô cùng hung tàn còn đối phương chỉ cần có chút lai lịch sẽ lập tức kinh sợ, điển hình của bắt nạt kẻ yếu. Chu thân vừa nghe, lập tức cảm giác mình bị sỉ nhục. Dựa vào, một dân chạy nạn hổ cứ thành lại dám ở trước mặt mình nói bốc nói phét, thiếu chút nữa làm hại hắn lại chân mềm nhún. Ngày hôm nay không giết chết ngươi không được, hóa ra là dân hổ cứ thành chạy nạn tới. Ha ha, thật đúng là thiếu chút nữa bị ngươi hù dọa được. Chu thân cười lạnh, có một loại cảm giác thẹn quá thành giận. Hổ cứ thành tới lại như thế nào? Ngươi vẫn coi thường, lang Hàn cố ý nói lời khách sáo. Chương 3696, đánh cũng đánh uổng công. Quả nhiên, Chu Thân lập tức nói, một đám dân đen, tất cả chắc hẳn phải bị chết ở trong thú triều, sống sót chỉ là lãng phí lương thực. Đủ rồi, lang Hàn gật đầu, chỉ riêng những lời này là có thể khiến cho gia hỏa này chịu không nổi. Bốp, hắn đột nhiên ra tay, một cái tát đánh vào trên mặt Chu Thân. Chu Thân mặc dù là trận sư trung cấp, nhưng thực lực của bản thân chỉ vừa nhảy vào hoán huyết cảnh đâu có thể nào địch nổi lăng hàn dưới một trường này toàn thân hắn cũng bị đánh bay ra ngoài vút lên trời cao trở mình mười mấy vòng lại lấy một tư thế duyên dáng nhào ngã trên đường phố dựa vào nghiêm tuấn trợn mắt há hốc mồm lăng hàn trước sau như một vẫn quá mạnh ở tổng hội trận đạo cũng dám ngang nhiên ra tay nhưng hắn lập tức lộ ra dáng vẻ tươi cười nói như vậy lăng hàn khẳng định khó thoát khỏi cái chết tạo phản người muốn tạo phản Chu thân nhảy dựng lên, một đòn này Lăng Hàn cũng không sử dụng bao nhiêu lực lượng. Nếu không, hắn tát xuống một cái có thể chấn động Chu thân thành cặn bã. Lăng Hàn thoáng lao qua, lại một cái tát đánh tới. Bốp, Chu thân lại bay ra, xỉ nhục dân chạy nạn hổ cứ thành, đánh người vẫn là nhẹ. Hắn thản nhiên nói, Chu thân muốn phát điên rồi, tuy rằng Lăng Hàn khống chế lực lượng rất tốt, nhưng một cái tát lại tiếp một cái tát vẫn đánh cho hắn đau đớn. Hắn cảm giác hàm răng cũng đã lung lay. Mấu chốt là, đây chính là ở cửa của tổng hội trận đạo, người ta lui tới nhiều như vậy. Như vậy bảo hắn sau này hắn còn làm người như thế nào? Ngươi nhất định phải chết." Hắn cắn răng nói, nếu như ngày hôm nay không giết chết Lăng Hàn, hắn không lại mang họ Chu nữa. Nghiêm Tuấn thông minh, đã sớm đi gọi người, từng đợt người từ bên trong đi ra, có người là trận sư trẻ tuổi đến đây tham gia thi đấu, cũng có lão trận sư cùng bọn họ đến đây, còn có trận sư của đế đô ngày hôm nay lại là ngày náo nhiệt nhất của tổng hội chính là tiểu tử này ỉ vào có chút thực lực chạy đến tổng hội trận đạo của chúng ta làm càn nghiêm tuấn chỉ vào lăng hàn lớn tiếng kêu lên nhất thời các trận sư đều dâng lên cùng mối thù chung lộ ra vẻ giận dữ người nào to gan như vậy dám bắt nạt đến trên đầu tổng hội trận đạo đừng nói là lăng hàn cho dù hồng thiên bộ cũng không dám lăng hàn nhìn cũng đã gần được rồi liền mỉm cười nói mọi người không nên hiểu lầm ta cũng là trận sư. Phụt, nghiêm tuấn lập tức lại phun ra, Gia hỏa này cũng là trận sư, đua gì thế, ngươi cho rằng trận sư là cái gì? Ngươi nghĩ làm là có thể làm sao? Ngươi có thiên phú võ đạo cao thì lại như thế nào? Lại có thể đại biểu ở trên trận đạo cũng có thành tựu sao? Ách, quả thật có một ví dụ như thế, hồng thiên bộ kia, thiên phú võ đạo ép tới tất cả thiên tài ảm đạm không ánh sáng. Thậm chí ở trên trận đạo cũng đạt tới tiêu chuẩn cao cấp, yêu nghiệt đến mức không thể nói rõ ràng. Nhưng Lăng Hàn tuyệt đối không thể là Hồng Thiên Bộ thứ hai. Ngươi nói ngươi là trận sư là phải sao?" Nhiêm Tuấn lớn tiếng kêu lên, Lăng Hàn cười, lo lắng nói: "Vậy ngươi nói ta không phải, ta lại không phải sao?" "Ngươi thứ gì?" Hắn dừng một chút, phục nói: "Đây là chuyện rất đơn giản, kiểm tra một chút chẳng phải sẽ biết sao?" "Đúng vậy, lập tức liền có người đi kiểm tra." "Ta là Lăng Hàn." Lăng Hàn có ý tốt nhắc nhở cho dù ngươi là trận sư điều này cũng quá đáng có người chỉ trích nói lăng hàn lắc đầu về phía người kia nói nếu có người nguyền rủa tất cả thành thị của ngươi đều chết sạch ngươi sẽ làm sao người kia đầu tiên là cứng lại sau đó lập tức nói ta nhất định sẽ đánh tên khốn kiếp kia trước mắt bao nhiêu người hắn tất nhiên phải đứng thẳng lưng không thể nói kinh sợ cái gì cả lăng hàn gật đầu nói nói rất hay hắn chỉ vào chu thân miệng của gia hỏa kia lại nói ra những lời bẩn thỉu như vậy hắn mở ra quang não bắt đầu mở phần ghi âm trước đó mọi người vừa nghe trong lòng đều đang thầm lắc đầu chu thân làm vậy chính là tự mang dây buộc mình lại có thể nói ra những lời này thảo nào bị người ta đánh lúc này người đi thăm dò lai lịch của lăng hàn trước đó cũng đã trở về sắc mặt cổ quái nói hắn đúng là trận sư nếu lăng hàn cũng là trận sư vậy thì không phải là xung đột giới võ đạo cùng giới trận pháp chỉ là mâu thuẫn nội bộ mà thôi hiển nhiên lăng hàn chiếm lý ai bảo chu thân nói ra những lời nói như vậy hư thì tính sao nghiêm tuấn từ lăng hàn chính là từ trong sự khiếp sợ về tin tức trận sư tỉnh táo lại hắn lớn tiếng kêu lên hắn là trận sư có thể dĩ hạ phạm thượng đánh nhau với trận sư trung cấp sao mọi người không khỏi gật đầu nếu là người người đều không tuân quy củ dĩ hạ phạm thượng đó không phải là loạn sao lăng hàn lại nhún vai không có cách nào Tính tình con người ta chính là bạo lực. Hắn nhìn Nghiêm Tuấn, nhe răng cười, "Ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đây là uy hiếp trắng trợn." Nghiêm Tuấn không khỏi cứng người lại, thái độ của Lăng Hàn rõ ràng chính là muốn dẫm đạp hắn. Hắn hình như thật sự không có biện pháp gì, hắn là trận sư, Lăng Hàn cũng vậy, mà nói đến thiên phú võ đạo, Lăng Hàn còn ném lại phía sau hắn mấy trăm con phố. Nếu như hai người nổi lên xung đột, người nói tổng hội trận đạo sẽ đứng ở bên phía người nào? Lăng Hàn đi tới vỗ vào vai hắn, nhỏ giọng nói. Nhân lúc hiện tại hít thêm vài cái đi, ta thấy, không lâu sau người chính là một người chết. Nhất thời sắc mặt nghiêm tuấn trắng bệch, ý tứ này của Lăng Hàn chính là muốn giết chết mình. Nói thật, hắn tuyệt đối chơi không lại Lăng Hàn. Trong nháy mắt, hắn quyết định chủ ý, từ hôm nay trở đi, chỉ cần Lăng Hàn còn ở đế đô một ngày, hắn cũng sẽ không rời khỏi hiệp hội trận đạo một bước. Lăng Hàn vỗ tay, nói, cuộc thi đấu rất nhanh sẽ bắt đầu mọi người còn không nhanh đi chuẩn bị một chút, không muốn đạt được thành tích tốt sao. Cũng đúng, mọi người đều rời đi, nên xử phạt Lăng Hàn thế nào, tất nhiên có các đại lão của Tổng hội tới quyết định, không cần bọn họ nhúng tay vào. Lăng Hàn lại ở trên quang não thao tác một chút, phát ngôn luận của Chu Thân trước đó lên trên mạng. Ha ha, không biết hắn là tổ tông bẫy người sao. Mọi người tiến vào Tổng hội trận đạo, nơi đây chính là vị trí móng trái phía sau ở trên địa đồ của đế đô. Tổng hội đan đạo lại ở bên trên móng sau bên phải. Bên ngoài nữa chính là núi hoang minh mông, cho nên diện tích của tổng hội trận đạo cực lớn, chương 3697, trận trong trận 1. Bọn họ đi tới một nơi giống như là sân luyện võ. Trên mặt đất đều là hạt cát, rất nhiều người, nhưng tất cả đều không có phát ra âm thanh gì. Đây là thánh địa trong lòng trận sư, hiện tại nơi này còn là chỗ tiến hành thi đấu, tất nhiên khiến người ta người kích động, nhiệt huyết nhộn nhạo. Có người bẩm báo chuyện của Chu Thân lên trên, các đại lão thảo luận một chút, quyết định đi thi đấu trước. Không thể để chuyện này ảnh hưởng được, về phần xử phạt đối với Lăng Hàn có thể chậm rãi thảo luận. Dù sao cũng không vội, bắt đầu thi đấu, hội trưởng của tổng hội trận đạo tự mình chủ trì, hắn chính là Trần Hạo, sư huynh của Ngưu Hoa Thanh. Thi đấu lựa chọn sử dụng cách đấu loại, một đấu một, người thắng thăng cấp, người thua lại chỉ có thể sang năm trở lại. So đấu về trận đạo, đương nhiên chính là đánh về trận đạo theo trận sư mà nói, thật ra trận đạo chính là hai yếu điểm. Đầu tiên, bày binh bố trận, thứ hai, phá trận, cho nên hai trận sư so đấu cũng là một trận sư bày binh bố trận, do một trận sư khác tới phá giải, sau đó sẽ trao đổi. Có thể phá trận hay không, cần bao nhiêu thời gian, độ khó bày binh bố trận, thời gian cần thiết, những điều này đều sẽ ảnh hưởng tới thành tích. Cho nên sẽ không xuất hiện thế hòa, cho dù hai bên đều phá trận pháp của đối phương hay là đều không có phá giải được tổng cộng có hơn 100 trận sư tham gia thi đấu. Bởi vì có hạn chế tuổi tác, cho nên đều là trận sư sơ cấp. Nếu như Hồng Thiên Bộ chạy tới, vậy sẽ phá kỷ lục. Hiện tại hắn đã là trận sư cao cấp, Lăng Hàn mặc dù có năng lực trận sư trung cấp, nhưng chỉ là chứng nhận trận sư sơ cấp. Hắn đồng ý tới tham gia thi đấu chủ yếu là vì Ngưu Hoa Thanh. Nói cách khác, hắn có danh hiệu đan sư đã đủ rồi. Trận pháp có thể xem như đòn sát thủ, không cần thiết sớm lộ ra ngoài. Sau gần nửa ngày, Đến lượt hắn xuất chiến, đối thủ của hắn là một người nam tử thấp nhỏ, xem ra khoảng 26-27 tuổi. "Tuổi ta lớn hơn, liền cho ngươi đi trước." Nam tử này nói, lang Hàn cũng không để ý, tiện tay vung lên, lập tức liền có 17 cây trận cơ hạ xuống, ở dưới lực tinh thần của hắn khai thông, trận pháp được thành lập. Dựa vào, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bố trí trận pháp, làm gì có thể tùy ý như thế? Tay tung ra một cái trận pháp đã xong, nhưng sự thực lại là như vậy. 17 cây trận cơ kết hợp với nhau di chuyển, dẫn động thế lực thiên địa, cũng thay đổi thế lực thiên địa. Nơi đây vốn là một bãi cát, nhưng bây giờ nhìn sang, lại là mây che sương phủ. Có thể nói là thần tích, thật châu bò, tốc độ trận pháp này hình thành cũng quá nhanh, cho dù là Trần Hạo cũng gật đầu, hắn vẫn cho rằng trận xưa ở trên chiến lược thật ra cũng không kém gì võ giả. Thậm chí, trận pháp một khi phát huy, một trận sư có thể giữ chân được mười mấy võ giả thậm chí giết chết vấn đề là càng là trận pháp uy lực lớn bố trí lại càng chậm cho nên phải sớm bố trí xong như vậy cũng giống như ôm cây chờ thỏ nhưng nếu như thỏ không tới vậy trận pháp bày ra sẽ trở thành vô nghĩa trận sư đương nhiên cũng muốn nhanh chóng bố trí xong trận pháp nhưng vấn đề là uy lực của trận pháp càng lớn thời gian bày binh bố trận lại cần càng dài hơn đối với võ giả mà nói chút thời gian này cũng đủ giết chết một trận sư rất nhiều lần. Trận sư đều muốn đặt tinh lực ở trên trận pháp, chiến lực của bản thân thật ra tương đối yếu. Cho nên, trận sư trước sau đều không có cách nào đánh chính diện. Phần nhiều hơn chính là lấy vai trò giúp đỡ xuất hiện, tương đồng cùng đan sư. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như sư đệ của hắn, bày binh bố trận chỉ là một ý niệm, nhưng nhìn ép võ giả cùng dai. Đáng tiếc, hắn gặp phải kim cương đại soái người này khổ luyện thể phách dưới sự tổn thương nặng nề, hắn nản lòng thoái chí rời khỏi đế đô. Mặt khác chính là Hồng Thiên Bộ, hắn bày binh bố trận tuy rằng không nhanh, nhưng giá trị võ lực của hắn quá cường đại, đủ để chống đỡ thời gian hắn chậm rãi bố trí xong trận pháp. Nhưng Hồng Thiên Bộ vốn là vô địch trong cùng giai, thậm chí vượt qua một cảnh giới cũng gần như là vô địch. Hắn còn cần trận pháp tới giết địch sao? Thuần túy chỉ là dệt hoa trên gấm, nhưng bây giờ, hắn thấy được một kỳ tích, hai mắt Trần Hạo tỏa ra ánh sáng hắn hình như phát hiện ra một kỳ tài trận đạo, trong nháy mắt, tim hắn lại thiên về phía Lăng Hàn. Chu thân, đáng đời bị đánh, ai bảo ngươi nói ra những lời nói như vậy, ngươi không biết hiện tại đang có yêu thú tàn sát bừa bãi, giết rất nhiều thôn chấn sao. Vào lúc này ngươi nói ra lời như vậy, bị coi như điển hình xử lý, cũng không phải là không thể được. Đối thủ của Lăng Hàn không khỏi cứng họng, ngươi chỉ vung tay lên trận pháp đã xong, vậy hắn còn thắng thế nào? hiện tại hắn chỉ có thể trông cậy vào bản thân phá được trận pháp của lăng hàn lăng hàn không có cách nào phá trận pháp của hắn lăng hàn bày trận pháp này là mê huyễn trận không có lực sát thương gì bởi vậy từ trên lý thuyết mà nói chỉ cần thời gian đủ dài khẳng định có thể phá trận nhưng đây là thi đấu không có khả năng cho quá nhiều thời gian mỗi người chỉ có một giờ một giờ không thể phá trận xem như là thất bại chỉ có điều trận pháp sơ cấp tất cả mọi người đều học qua Khác biệt chỉ là sự biến hóa mà thôi, bởi vậy một giờ phá trận không khó, chủ yếu là xem tốn bao nhiêu thời gian, trận pháp cùng đan đạo khác nhau, chỉ phải lấy được phương pháp luyện đan, bất kỳ đan sư luyện ra đan dược đều là giống nhau. Nhiều lắm chính là chuyện phẩm chất cao thấp, trận pháp, một bộ trận pháp cho 100 trận sư, nhưng có thể diễn hóa ra 100 loại. Bởi vì trận pháp chính là dùng để phá giải, khẳng định có sơ hở. Cái này được gọi là tiết điểm, như vậy đặt tiết điểm trận pháp ở một vị trí nào Mỗi trận sư đều có thể có suy nghĩ của riêng mình. Cho nên cho dù biết đối phương bày ra trận pháp gì, muốn tìm ra tiết điểm lại không dễ dàng. Nếu như gặp phải sát trận, vậy đưa tiến tính mạng của mình cũng không phải là không thể được. Người kia lập tức bắt đầu phá trận, hắn tiến vào trong trận, lúc này nếu không lấy thân thử trận, vậy làm sao tìm được ra tiết điểm. Qua 10 phút sau, hắn lại lộ ra dáng vẻ tươi cười. Ở đây, hắn đưa tay, ở trên mặt cát cắm xuống trận cơ. Một cây hai cây, ba cây. Sau đó, hắn lấy lực tinh thần khai thông, xê trận pháp loại nhỏ này nhất thời vận chuyển. chương 3698, trận trong trận 2. Đừng thấy chỉ có ba cây trận cơ, cái này gọi là trợ tuyệt trận, tác dụng chính là ngăn cản thế của thiên địa. Tuy rằng chỉ có thể ảnh hưởng một khu vực rất nhỏ, nhưng chỉ cần tìm được tiết điểm trận pháp này của Lăng Hàn, vậy chặt đứt thế lực thiên địa trong khu vực này, toàn bộ trận pháp dĩ nhiên là mất đi tác dụng. Lòng tin của hắn tràn đầy nhưng rất nhanh hắn lại lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì trước mắt hắn vẫn là mây mù lượn quanh, trận pháp cũng không bị phá hỏng. Đây là có chuyện gì? Hắn nhiều lần thôi diễn, sau đó bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra ở trong mê huyễn trận lang hàn lại bày một trận pháp, do đó ảnh hưởng tới phán đoán của hắn. Cái này cũng được sao? Người kia chấn động kinh ngạc, năng lực bày trận trong trận lại phải là đại sư chân chính mới có khả năng làm được. Hiện tại lại có thể thấy được ở trên người một trận sư sơ cấp điều này bảo hắn làm sao tin tưởng được nếu không phải còn đang thi đấu hắn thật muốn quỷ bái a à, ta cũng biết được vị trí tiết điểm vì sao trượt tuyệt trận lại không có tác dụng đúng vậy ta cũng cho là ở đó vì sao không có hiệu quả tất cả mọi người kinh ngạc cái này gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê hơn nữa còn có người ở trong trận đi tới đi lui thử bọn họ có thể thấy càng rõ ràng hơn thật ra có nhiều người từ lúc 2-3 phút trước đã phát hiện cái tiết điểm kia nhưng bây giờ lại có thể chứng minh không phải khiến cho bọn họ không có cách nào tiếp nhận chẳng lẽ là trận cơ trở tuyệt trận của người kia không tốt sẽ không phải đâu ngươi xem trận văn đã kích hoạt làm sao có thể không tốt được vậy là có chuyện gì xảy ra đó lại có thể không phải là tiết điểm cho dù là một ít trận sư trung cấp cũng có phần không nghĩ ra bởi vì bọn họ cũng cho rằng nơi đó chính là mấu chốt để phá vỡ trận pháp chỉ có trận sư cao cấp lập tức nhìn ra được môn đạo nói ra đạo lý trong đó cái gì, trong trận bầy trận, lại có thể có thể nhìn thấy được ở trong trận Pháp cấp thấp? Không thể tưởng tượng nổi. Trời ạ, à, đây là người châu bò thế nào vậy? Trong trận, tên đối thủ kia điên cuồng lau mồ hôi lạnh. Bầy trận trong trận, như vậy muốn thôi diễn ra vị trí thiết điểm, độ khó ít nhất phải nâng cao lên gấp 10 lần. Ở nơi nào, ở nơi nào, ở nơi nào, hắn không ngừng thử, nhưng trước sau không có tìm được vị trí chính xác. Một giờ trôi qua rất nhanh, hắn cuối cùng vẫn không thể thành công miệng đối thủ kia đầy cay đắng cho dù lăng hàn cũng không phá được trận pháp của hắn nhưng lăng hàn bày binh bố trận chỉ cần bao nhiêu thời gian chỉ riêng điểm này đã nghiền ép hắn ta chịu thua hắn trực tiếp bỏ qua lăng hàn mỉm cười nói đa tạ vòng thi đấu thứ nhất lăng hàn dễ dàng thắng được có người may mắn vòng thứ nhất trống trực tiếp tiến thẳng vào vòng thứ hai sau khi nghỉ ngơi một lúc vòng thi đấu thứ hai bắt đầu vô cùng vừa khéo đối thủ của lăng hàn lại là nghiêm tuấn Nghiêm Tuấn nhìn Lăng Hàn, trong lòng tự nhiên kinh hãi đến rối tinh rối mù. Lăng Hàn trở thành trận sư đã khiến cho hắn không thể tiếp nhận. Sau đó nhìn thấy được tốc độ đối phương bày trận, còn có thủ pháp bày trận trong trận, càng làm cho hắn chỉ có thể chố mắt nhìn theo. Làm sao có thể có yêu nghiệt như vậy, còn hết lần này tới lần khác là kẻ thù không đội trời chung của hắn. Hắn vội vàng nói, ta bày trận trước, vù vù vù, hắn đã cắm xuống trận cơ trên mặt cát, dưới lực tinh thần dẫn động, Trận pháp rất nhanh lại vận chuyển. Đây là một sát trận, Nghiêm Tuấn dụng ý thâm hiểm, hắn muốn giết chết Lăng Hàn. Lang Hàn cười nhạt, một trận sư sơ cấp như người còn muốn giết hoán huyết cảnh sao? Đầu óc bị lừa đá, hắn nhanh chân tiến vào trận pháp, sau đó quyền phải nắm lại, đánh ra. Ầm, um, cát vàng bay trên trời, trận pháp bị phá, nhất thời, tất cả mọi người há hốc miệng, dưới lực lượng tuyệt đối nghiền ép, sức mạnh vô địch mọi người chố mắt, bọn họ lại đang tiến hành so tài về trận đạo, người một quyền đánh phá trận pháp, đây tính là qua cửa ải sao. Thành công, hay là thất bại, trọng tài cũng không biết nên phán xét thế nào, sử dụng ánh mắt do so dự nhìn về phía những đại lão kia. Từ trước tới nay, chuyện này chưa từng phát sinh qua. Bởi vì chiến lược cá thể của trận sư quá yếu, ai cũng không có khả năng dựa vào thực lực mạnh mẽ phá trận pháp. Nhưng mà hiện tại lại xuất hiện một kẻ quái vật như vậy. Trong lúc mơ hồ, mọi người hình như thấy được một người khác. Quái vật này giống như không nên tồn tại ở nhân gian. Hồng thiên bộ, không thể tưởng tượng nổi, một vị trận sư cao cấp lập tức không vui nói. Chúng ta là trận sư phá trận, đương nhiên phải sử dụng thủ đoạn đường đường chính chính. Đây tính là cái gì? Tào huynh, lời này của huynh, ta cũng không dám gật bừa. Lại một trận sư cao cấp khác nói, thi đấu cũng không có quy định, cần dùng dạng thủ đoạn nào phá trận. Đã như vậy, cái này ở trong phạm vi quy tắc cho phép đương nhiên tính trận sư họ tàu không khỏi cứng họng quả thực quy tắc cũng không có yêu cầu cụ thể phải phá trận thế nào bởi vì thứ nhất là do ước định thành thứ hai chiến lược cá thể của trận sư thấp ai sẽ dùng thủ đoạn như vậy đi phá trận hắn vội vàng nói trận sư lấy trận phá trận điều này còn cần phải đặc biệt nói rõ sao ta kiên quyết không ủng hộ thậm chí ta còn muốn đề nghị thủ tiêu tư cách dự thi của người này trong lòng lăng hàn không khỏi buồn bực mình cùng hắn không thù không oán Hắn tại sao lại nhầm vào mình như vậy? Nếu quy tắc không có nói rõ, vậy dĩ nhiên là có thể. Trận sư thứ hai cũng kiên trì mở miệng, càng lúc càng nhiều trận sư cao cấp gia nhập vào cuộc tranh cãi. Có người cho rằng Lăng Hàn có thể qua cửa ải, có người lại cho rằng điều này căn bản không có thể hiện ra năng lực trận đạo của Lăng Hàn. Làm sao có thể hồ đồ mù quáng như vậy được, ai cũng không thể thuyết phục được ai. Số lượng người của hai bên lại không chênh lệch lắm, như vậy gọi là không có khả năng giải quyết các trận sư cấp thấp lại đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều nhe răng. Nhiều trận sư cao cấp như vậy lại có thể vì một trận sư sơ cấp nho nhỏ tranh cãi mặt đỏ tới mang tai như vậy. Chỉ riêng điểm ấy, Lăng Hàn cũng có thể kiêu ngạo cả đời. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Trần Hạo. chương 3699, bạo lực phá trận. Trần Hạo khoát tay áo, nhất thời, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Hắn suy nghĩ một chút, mới nói, lấy lực phá trận, quả thực không phù hợp với tôn chỉ tranh tài lời này vừa nói ra người chống lại lập tức lộ ra dáng vẻ tươi cười nhưng trần hạo còn nói tiếp chỉ có điều nếu trước đó không có nói rõ cũng không thể thủ tiêu tư cách tranh tài của lăng hàn vậy để cho hắn một lần nữa phá trận một lần lần này chỉ cho phép sử dụng thủ đoạn trận đạo hắn là hội trưởng đã lên tiếng ai dám không theo chỉ có nghiêm tuấn sắc mặt hắn khó coi bởi vì một quyền này đã phá hỏng trận cơ của hắn xuất hiện vết nứt vậy tất nhiên phá hủy trận văn còn làm sao có thể một lần nữa bày trận được hắn bất đắc dĩ báo chuyện này lên trên ngay lập tức chế tạo thì nhất định là không kịp thật may có một trận sư trung cấp đang dạy đồ đệ trận pháp tương tự liền cho mượn trận cơ do trận sư kia tự mình bày trận lang hàn bắt đầu phá trận hắn đi nhanh vào bên trong veo veo veo, veo nhất thời sát khí lưu chuyển triển khai sát phạt về phía hắn hắn cười nhạt không né không tránh mặc cho công kích kéo tới đó chính là công kích cấp bậc thông mạch cảnh làm sao có thể thương tổn được hắn. Hắn rất nhanh liền tìm được tiết điểm, sau đó lấy trở tuyệt trận chặt đứt sát trận này. Trận pháp bị phá, toàn bộ chỉ tốn thời gian có 3 phút, có thể nói là hiệu suất cao. Đổi lại là lang hàn bảy trận, hắn tiện tay vung lên, vẫn bày ra mê huyễn trận, bày trận trong trận. Nghiêm Tuấn vào trận, bắt đầu phá giải, nhưng rất nhanh, trên trán hắn lại xuất hiện mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn chậm chạp không có tìm được chỗ tiết điểm. Được mấy phút sau, ánh mắt hắn mới nhất thời sáng lên, bày ra trở tuyệt trận. Nhưng hắn lại phát hiện trận pháp vẫn đang vận chuyển, lại là một tiết điểm giả. Hắn không ngừng thử, lại không ngừng thất bại. Sau hơn 10 thứ hai lần, hắn cuối cùng thành công. Sương mù dày đặc tản đi, hắn lại xuất hiện dưới ánh mặt trời. Chỉ là còn không có chờ hắn cao hứng, trọng tài liền tuyên bố hắn thất bại. Bởi vì hắn tốn 40 phút, nghiêm tuấn mất hồn mất vía, sức mạnh lớn nhất của hắn lại đến từ chính trận đạo. Trước đó, không quan tâm Lăng Hàn ở trên võ đạo biểu hiện yêu nghiệt tới mức nào, hắn trước sau cho rằng mình không thua. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ở lĩnh vực mình am hiểu nhất, hắn bị hung hăng đánh bại, lòng tự tin phá tới nát bấy. Lăng Hàn lại không liếc mắt nhìn hắn thêm một cái, loại nhân vật nhỏ này còn cần để vào mắt sao? Chính là không nhìn như vậy, khiến cho hai tay Nghiêm Tuấn siết chặt thành quyền. Hình như huyết quản muốn muốn đột ngột nổ tung, hắn dù gì cũng là một trong ba đại thiên tài của Hồ Cứ Thành. Bây giờ người ta ngay cả liếc hắn thêm một cái cũng lười, bảo hắn làm sao chịu nổi. Lăng Hàn, Lăng Hàn, Lăng Hàn, trong lòng hắn thầm giống to, thể báo mối thủ này. Lăng Hàn một đường qua ải chém tướng, khó gặp đối thủ. Tuy rằng hắn bày ra cũng chỉ là trận pháp sơ cấp, lại là bày trận trong trận, độ khó phá giải nếu so với một trận pháp lại khó khăn gấp 10 lần. Chỉ một giờ mà thôi, người có thể phá giải lại ít vô cùng. Đến thời điểm gần trạng vạng tối, Lăng Hàn cũng thuận lợi xông vào trận chung kết. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày hôm sau. Tuy rằng trận chung kết đều là trận sư sơ cấp, nhưng dù sao cũng là trận chung kết mỗi năm một lần, không thể quá mức qua loa. Không ai nhắc lại chuyện xử phạt Lăng Hàn. Nói đùa, thiên tài yêu nghiệt như vậy làm sao nỡ xử phạt. Hơn nữa, ai bảo bản thân chu thân miệng tiện, nói cái gì tới đề tài mẫn cảm nhất, yêu thú tàn sát bừa bãi. Ngươi hết lần này tới lần khác còn muốn ở phương diện này phát ngôn bừa bãi, không phải là tự mình tìm đường chết sao? Hiện tại tốt rồi, cũng bị đưa tới trên mạng, nói không chừng ngay cả Thánh Hoàng bệ hạ cũng sẽ biết. Không chết cũng sẽ bị rơi một lớp da, ở điều kiện tiên quyết như vậy, còn có ai sẽ nói giúp hắn? Lăng Hàn không có trở về học viện, dù sao sáng sớm hôm sau sẽ tiến hành trận chung kết, hắn tránh đi thêm một chuyến. Hắn quan tâm chỉ là phần thưởng, chỉ có điều, loại so tài này phần nhiều chính là một loại vinh quang cho nên phần thưởng cũng không phải là loại lăng hàn kỳ vọng như bảo quả có thể nâng cao tu vi hoặc là lực tinh thần mà là một bản thiếu của môn trận pháp hơn nữa còn là bản viết tay mặc dù là bản thiếu nhưng vẫn nắm giữ giá trị nghiên cứu cực lớn lăng hàn cũng biết một chút về đối thủ trận chung kết của hắn người này là thiên tài trận đạo đến từ nghinh phong thành tên là trọng phi dương có người nói hắn thật sự là thiên tài đặc biệt hắn thờ ơ ngả đầu liền ngủ một đêm trôi qua lúc mặt trời vừa lên lăng hàn tự nhiên rời giường tu luyện đáng tiếc thời gian thu công cũng không hấp thu được mây tía vậy chỉ có ở trong dãy núi lớn mới có thể có được sau khi ăn cơm xong hắn chậm rãi đi tới sân chiến đấu hôm nay là trận chung kết quần chúng vây xem đương nhiên vẫn là rất nhiều nhưng toàn bộ đều là trận sư cũng không có mời người ngoài bởi vì người khác xem cũng không hiểu nhất là võ giả nửa ngày đều nhìn đông một cái đi tây một cái bao giờ cũng không đánh ai sẽ có hứng thú Cuối cùng, Lăng Hàn thấy được đối thủ của hắn. Trọng Phi Dương thật đúng là một người trẻ tuổi thần thái phần chấn, dáng người cao giáo, hình như bao phủ một tầng thần quang. Ném tiền đồng tới quyết định ai bày trận trước. Trọng Tài nói, hắn nhìn về phía Lăng Hàn trước. Người muốn mặt trước hay mặt sau? Mặt trước, Lăng Hàn tùy ý nói. Trọng Tài gật đầu, hắn ném một tiền đồng. Đinh! Thoáng cái đồng tiền rơi xuống trên mặt đất, xoay tròn vài cái, lại là mặt sau. Nói cách khác, Trọng Phi Dương bày trận trước, trọng phi dương mỉm cười vậy ta sẽ không khách khí nữa hai tay hắn hoạt động liên tục ném ra từng trận cơ số lượng rất nhiều phải có tới ba mươi mấy cây nhưng tốc độ lại hoàn toàn không chậm chỉ khoảng nửa phút trận cơ cũng đã được bố trí xong sau đó trận văn phát sáng nói rõ trận pháp đã vận chuyển a à, trận pháp gì cuối cùng lại cần tới ba mươi sáu cây trận cơ lẽ nào cũng bảy trận trong trận không đúng có một trận sư trung cấp bất trợ đứng lên kêu lên một tiếng nói đây là cuồng lôi trận cái gì người nghe được lời hắn nói đều vô cùng kinh ngạc bởi vì cuồng lôi trận căn bản không phải là trận pháp sơ cấp mà là trung cấp điều này có ý nghĩa như thế nào